Sai khách hàng là gì? Là gì ạ? Nghe thì nó hơi phức tạp đúng không? Nhưng mà nếu diễn giải ra thì nó sẽ như này. Insight khách hàng đó là lý do khách hàng sẽ chọn sản phẩm của chúng ta. Ví dụ này, ngày xưa anh chị ở đây có xem phim Hàn Quốc những giai đoạn thập niên 90 2000 đúng không ạ? Ở đây mấy chị có tuổi một chút giống như tôi là ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thì chúng ta thấy là cách đây khoảng tầm 30 năm, Hàn Quốc tập trung vào nội dung phim về chủ đề gì? 30 năm trước đây. 30 năm trước Hàn Quốc là một quốc gia đang trên giai đoạn phát triển. Và như vậy khát vọng của cả dân tộc đấy là gì? Chúng ta thấy là để kỳ vọng làm nên một cái giấc mộng sông Hàn, để Hàn Quốc có thể sánh vai được với tất cả các nước khác, thì giấc mộng của họ là gì ạ? Đó chính là vươn lên để đạt đến sự giàu có. Cho nên là cả cái xã hội của Hàn Quốc đều tập trung về làm kinh tế. Và trong đó chúng ta thấy các bộ phim giai đoạn đó chính là gì? Chàng trai nhà nghèo. Sau đó thì yêu được con gái nhà giàu không? Rồi cô gái gì ạ? Nhà nghèo thì yêu được anh tổng tài. Rồi sau đó thì là gì ạ? Những cái chàng trai lập nghiệp may mắn để có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng. Mới có những bộ phim như là Nấc thang lên thiên đường, đúng không ạ? Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Nói tóm lại, đó là những cái bộ phim mà kỳ vọng của xã hội, đó chính là trở nên giàu có và thịnh vượng. Và để cho tình tiết nó gay cấn hơn thì sao ạ? Có để trọn vẹn không? Nghĩa nói tóm lại là gì? Để đạt được những cái thứ đấy thì thường không trọn vẹn. Cho nên mới có máu trắng rồi mới có chết đúng không ạ? Mới có chia ly. Thì đấy là những giai đoạn của thập niên đấy. Nhưng sau đó khi Hàn Quốc trở nên giàu có hơn rồi, anh chị để ý thấy là gia đình của Hàn Quốc là người đàn ông đi làm, người vợ sẽ ở nhà làm gì? Và tóm lại là ở nhà làm đẹp và đi chơi, chăm con, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta nhìn thấy là người hay xem tivi sẽ là ai? Đó là những người phụ nữ nội trợ. Và như vậy thì phải làm phim cho những người phụ nữ nội trợ sao ạ? Xem đúng không ạ? Và những người phụ nữ nội trợ thích xem phim như nào? Thế chúng ta mới có những bộ phim là Tối nay ăn gì, đúng không ạ? Chúng ta mới có bộ phim Gia đình đá quý, những bộ phim về cuộc sống, hoàn cảnh gia đình. Và cái đấy nghĩa là gì ạ? Là cứ đối tượng khách hàng là ai và họ muốn gì thì cái công ty mà sản xuất phim họ sẽ phải làm cái gì ra? Ok, và cái đấy người ta gọi là phân tích insight khách hàng, là tìm xem khách hàng người ta muốn gì và từ đó được tạo ra cái sản phẩm để giải quyết cái vấn đề về insight đấy. Cho nên khi mà chúng ta làm livestream thì việc của chúng ta đó chính là phải xem khách hàng tiềm năng của chúng ta coi sản phẩm của chúng ta là tốt bởi những yếu tố gì. Lấy một cái ví dụ thực tiễn như này. Ở đây có anh chị nào chúng ta từng đi mua một sạc dự phòng không? Sạc dự phòng không? Ở đây mọi người có mua sạc dự phòng chưa? Vậy tôi đặt một câu hỏi, vậy thì thế nào là một cái sạc dự phòng tốt? Điều gì khiến anh chị quyết định mua một cái sạc dự phòng? Nó có rất nhiều yếu tố đúng không ạ? Nhưng mà người Trung Quốc họ rất thông minh ở một chỗ như này. Anh chị thấy là người Trung Quốc họ biết được là gì? Một người Việt Nam sau khi mà nghiên cứu và đánh giá sản phẩm, nhất là đồ điện tử, thì chúng ta đều có một tâm lý, đó là đồ điện tử mà nặng thì sẽ sao? Nặng thì sẽ sao ạ? Đúng rồi. Tại sao vậy? Tại vì nó là từ thời xưa mà chúng ta thấy là các cụ người trước dùng đồ của gì ạ? Đồ của Liên Xô, nó đều nặng đúng không ạ? Và như vậy thì trong đầu chúng ta đã hình thành một tư tưởng là những cái đồ công nghệ mà nặng thì sẽ sao? Thì sẽ tốt. Cho nên là ông Trung Quốc, anh chị thấy là sạc dự phòng họ có cho gang vào bên trong không? Họ cho cát vào bên trong ạ. Họ làm cho nó sao? Nó nặng xuống. Để khi người Việt Nam cầm lên tay phát là gì ạ? Là sẽ đánh giá ra được vấn đề. Đây chính là phân tích insight. Nghĩa là tìm xem người dùng đang đánh giá thế nào là tốt và họ sẽ làm nội dung như vậy. Lấy một cái ví dụ thứ ba. Tí nữa mấy anh trai ở đây đi đường về, trên đường đi thì thấy một em gái đi xe ga đúng không ạ, mặc váy ngắn, eo thon, mông to, tóc dài, chưa nhìn thấy mặt thì trong đầu chúng ta sẽ nghĩ điều gì? Thế tại sao lại nghĩ là xinh? Tại sao lại nghĩ là xinh nhỉ? Là tại vì trong đầu chúng ta đã bị gì ạ? Mặc định là khi có những cái tiêu chuẩn như vậy thì nó sẽ dẫn tới một cái gì đó, đúng không? Thì người ta gọi đấy chính là insight.
Insight này thuật như tiếng Anh nghĩa là giá trị ngầm hiểu. Nói tóm lại là chúng ta được mặc định là tốt, được đo bởi cái gì. Cho nên là lúc này là chúng ta sẽ mua cái sản phẩm vì những lý do đó. Nên việc của cái người làm marketing là phải biết được là khách hàng đang bị ám ảnh bởi những vấn đề gì. Khi có cái vấn đề đấy thì người ta sẽ muốn mua. Nên lúc này là chúng ta phải tìm ra được insight của những người đấy là gì. Nên quay lại phía trên, ví dụ như là những người xây dựng nhà ở mặt đất vùng ven Hà Nội. Đây ạ, thì những ông này, ông ấy coi một bộ đồ thờ là tốt thì phải có những yếu tố gì? Ở đây quay đoán không? Đấy, bây giờ chúng ta cùng hỏi đó. Một người mua đồ thờ với đặc tính là xây dựng nhà ở mặt đất vùng ven Hà Nội mà coi một bộ đồ thờ là tốt thì nó phải có những yếu tố gì? Thứ nhất là đây là những nhóm người mà người ta đã có tuổi rồi. Cái thứ hai người ta từng trải rồi. Và thêm một đặc tính nữa là những cái người ở vùng ven Hà Nội và những cái người mua đồ tâm linh, thế chỉ biết là việc đầu tiên trước khi đi mua đồ tâm linh thì người ta hỏi ai. Đấy. Đúng rồi, ai nữa đi mua đồ thờ này là dẫn theo cả ông bà cha mẹ họ hàng đến tất mò đến xem, tiếp theo nữa là đi xem sang nhà hàng xóm không, xem hàng xóm có gì không. Cho nên lúc này chúng ta phải thấy rồi, đây là nhóm đối tượng khách hàng mà rất hay mua dựa trên việc tham khảo. Nghĩa là nếu mà cái sản phẩm này được nhiều người nổi tiếng giàu có sử dụng thì họ sẽ tham khảo. Các người này chỉ biết là chiều marketing tôi sẽ phải làm gì. Ngày xưa trước khi bắt đầu bán cái này tôi phải làm gì? Thế là tôi sẽ phải đi một số chùa lớn ở xung quanh Hà Nội và sau đó đi điểm trước, mang đến tặng cho nhà chùa sản phẩm. Sau khi tặng xong rồi mình làm gì? Đúng rồi, mình chụp ảnh quay phim, xin thầy phát biểu ý kiến. Sau đó bắt đầu có hình ảnh sản phẩm. Thì khi đó bắt đầu mình dùng mình sẽ nói với họ là ở khu vực này, chùa này đang dùng sản phẩm của tôi. Và nếu mà chỉ cần mình có thể sang tận nơi để xem. Và lúc đấy có clip của thầy rồi. Thì nghĩa là nhóm đối tượng khách hàng này coi sản phẩm là tốt nếu mà đã có những người sao trước người ta sử dụng đấy rồi họ sẽ quyết định mua. Ví dụ nhóm đối tượng thứ hai, đối tượng thứ năm, chủ doanh nghiệp người bày lỏ này thì mua đồ thờ quan tâm điều gì? Thế nào là một bộ đồ thờ là tốt? Đây họ là người làm kinh doanh họ quan tâm điều gì? Người ta hay dùng cái từ không ra đây là chuyên ngành của tôi nên tôi sẽ giải thích cho chị. Để tí nữa đến lượt anh chị thực hành thì anh chị sẽ tự viết những cái phần đấy ra. Chút nữa chúng ta sẽ có một bài tập nhỏ phần này để anh chị tự viết cái phần liên quan đến sản phẩm của mình để mình tìm ra xem là với sản phẩm của mình thì cái insight nó sẽ là cái gì. Thì đối với doanh nghiệp vừa nhỏ này thì chủ người ta quan tâm nhất là bắt hương có lợi, nghĩa là người ta cần mua bắt hương về có lợi. Vậy thì người ta sẽ tìm rất nhiều những yếu tố quyết định là thế nào là bắt hương có lợi. Và như vậy thì chúng ta phải trả lời là bắt hương có lợi thì đủ yếu tố bao gồm đầu tiên đất, nước, môi trường sản xuất, môi trường cấp, và tất cả những thứ liên quan đến việc đấy là mình phải có và mới có thể tạo ra được cái sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Và cái đấy là insight. Ok không ạ? Và sang tiếp theo trước khi thực hành. Bước 5, mở nốt cái bước 5 này ạ. Như vậy là cái insight này nó là một cái việc mà chúng ta sẽ phải phân tích trong một khoảng thời gian. Để chúng ta theo dõi hành vi của khách hàng và chúng ta đưa ra được phương án đó là vậy thì họ mua vì lý do gì quyết định. Lấy một cái ví dụ ở đây. Mọi người còn nhớ là ngày xưa Kangaroo có một cái quảng cáo đó là Kangaroo máy lọc nước số 1 Việt Nam, chúng ta nhớ không nhỉ? Còn ai nhớ không ạ? Họ quảng cáo vào thời điểm nào? Thời điểm nào ạ? Không, họ chạy quảng cáo vào cái đêm chung kết của cúp C1 đúng không ạ? Và như vậy thì thời điểm đấy ai là người xem ạ? Đàn ông xem đúng không ạ? Vậy thì tại sao máy lọc nước ở thời điểm đó lại chọn quảng cáo vào đối tượng đàn ông? Vì sao? Vì cách đây khoảng tầm cũng phải gần 20 năm. Thì như vậy là máy lọc nước chúng ta thấy nó là một cái thiết bị nó rất phức tạp và nó lắp ở phía dưới của cái bồn rửa bát đúng không ạ? Và như vậy trong nhà cái gì phức tạp thì ai sẽ là người quyết định đi mua?
sẽ là người đàn ông gia đình, đúng không ạ? Và người đàn ông đi mua đồ sợ nhất điều gì? Các anh đàn ông đây đi mua đồ cho vợ sợ nhất điều gì? Sợ nhất về vợ chê, đúng không ạ? Và như vậy thì bây giờ để cho vợ không chê được mình thì mình sẽ phải làm gì ạ? Đây chính là họ, những cái người làm marketing của máy lọc nước Karu, họ hiểu rõ là đàn ông đi mua thì rất sợ bị vợ chê. Và như vậy thì để không vợ chê nữa thì đàn ông có xu hướng là mua cái đắt nhất và tốt nhất. Vì nếu về vợ mà có mắng thì sao ạ? Thì cũng có nói đây là cái tốt nhất và đắt nhất để có thể mua được rồi. Cho nên là họ dùng một cái câu đó là Kangaroo máy lọc nước hàng đầu Việt Nam để nhồi vào đầu đàn ông. Và như vậy nếu mà vợ sai đi mua thì tốt nhất là mua cái đấy cho an toàn. Nhưng đến bây giờ chúng ta lại nhìn thấy máy lọc nước Carofi thì lại chọn đối tượng khách hàng là ai? Chúng ta nghe câu quảng cáo của họ là gì? Tự động thông báo hết nước, tự động sục rửa màng RO, đúng không? Tự động thông báo. Thì như vậy đối tượng sẽ là ai rồi? Tại sao lại là phụ nữ? Rồi ok. Tại vì lúc này máy lọc nước nó không còn là một cái thứ phức tạp nữa. Lúc này không cần đàn ông hiện diện nữa. Vì mua cái là có thợ để lắp chưa ạ? Lắp xong rồi. Và như vậy phụ nữ không cần đàn ông nữa thì người ta rất cần sự tự động. Nhưng mà nói tóm lại là không quá khó để dùng. Thì đấy chính là cái người phân tích ra cái insight đấy, người ta sẽ tìm ra được lý do để có thể phân tích được. Cho nên việc của chúng ta là phải vẽ ra bảng này. Sau khi ra được cái phần bước số 4 này thì đến bước số 5. Tìm ra được insight rồi thì đến bước thứ 5. Chúng ta sẽ làm một việc đó là phân tích SWOT để tìm ra thông điệp truyền thông. Tại vì trong tất cả cái insight này thì có rất nhiều insight và có rất nhiều thứ mà người ta sẽ mong muốn đạt được. Ví dụ như là đàn ông thì sợ gì? Đàn ông thì sợ yếu, còn đàn bà thì sợ xấu. Đó là hai cái thứ mà nó từ xưa đến nay người ta biết được điều đó. Cho nên là cứ bán cái gì tăng cường sinh lý cho đàn ông thì đàn ông sẽ có xu hướng mua và quan tâm. Còn phụ nữ cái gì cũng làm đẹp dạng thì nó sẽ có xu hướng mua luôn. Và như vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu vào bước năm, chúng ta phân tích SWOT, đó là chúng ta xem trên thị trường người ta đang nói nội dung gì, nghĩa là cùng sản phẩm dịch vụ như mình người ta đang quảng cáo với gì, thì đến lượt mình sẽ làm gì, mình sẽ làm gì trên thị trường người ta đang quảng cáo gì thì đến lượt mình phải sao. Ví dụ là mình phải tạo ra thông điệp truyền thông. Ví dụ này, nếu bây giờ mình bảo giả sử anh chị phân biệt cái bát hương của Trung Quốc với cả bát hương của Việt Nam không hiểu đâu. Nói chung là khó quá, nó có rất nhiều cái. Cho nên là bọn tôi mới phải làm một cái thông điệp là dòng Việt Nam là dòng của năm móng, là dòng Trung Quốc là dòng của năm móng. Làm điều đó để làm gì ạ? Để làm sao thông điệp truyền thông như thế, để phân tích SWOT đời này, để xác định insight khách hàng Việt Nam mà không muốn mua đồ từ Trung Quốc. Vậy thì giúp họ phân biệt được đâu là người Việt Nam, đâu là người Trung Quốc thì là gì? Mình phải đưa ra cái việc đấy. Và như vậy mình viết cái nội dung đấy ra để mình có được sự khác biệt so với cả người Việt Nam. Thì trong quá trình bán hàng thì mình quảng cáo cũng phải sử dụng. Và tôi thì làm marketing này cũng phải được gần 20 năm rồi. Đến năm nay là năm thứ 19 rồi. Năm nay tôi 40 tuổi. Bọn tôi làm cái nghề này cũng phải từ năm 19 tuổi. 19 tuổi tôi bắt đầu làm rồi. Tôi đã quảng cáo Google từ cái năm 2056, rất nhiều bạn đây cũng thấy con bé tí, đúng không ạ? Sao? Lúc tôi làm quảng cáo, bạn lúc đấy còn chưa biết tí. Nó trải qua rất nhiều năm rồi, đúng không ạ? Thì trong đó, ngày xưa thì mình là cũng vậy. Khi bắt đầu mình đi làm kinh doanh, thì mình hay dựa vào một việc, đó chính là mình dựa vào cái khả năng của công nghệ của mình làm. Chứ sau này dần dần đến lượt mình già đi rồi thì công nghệ nó còn phải yếu tố quan trọng đâu. Lúc đấy thì không còn phải mình mới. Tại vì cứ mất một giai đoạn, ví dụ tôi làm Google thì đầu thì được, nhưng mà xong cuối cùng là sang Facebook tôi lại làm việc mới, à, tôi làm Facebook xong đến sang TikTok tôi lại làm việc mới, thì công nghệ nó luôn luôn biến đổi. Vậy thì mình phải có cái lợi thế cạnh tranh nào đó để mình làm được. Thì ví dụ như anh chị bây giờ thấy là tôi đi dạy được, mà tôi không phải là giáo viên thì lý do gì? Đâu là cái lúc đấy vào quên lúc tôi chưa nói, nhưng mà anh chị tưởng xem là nếu mà bình thường tôi không phải là người đi dạy, không phải là giảng viên, thì tại sao tôi có thể đi dạy được?
lý do tại sao tôi dạy được. Thì thực ra cái sau khi mà phân tích tất cả các cái vấn đề, thời kỳ đầu là tôi lấy một cái thông điệp rất rõ ràng, đó là bọn tôi là thế hệ 8X, thời đấy thế hệ đầu tiên tiếp cận Internet, cho nên bọn tôi hay quảng cáo đó là bọn tôi là thế hệ đầu tiên tiếp cận và có được công nghệ mới, đúng không? Nhưng sau đó nó không còn nữa. Không còn nữa thì lúc này mình buộc lòng phải làm một việc, đó chính là mình phải trải nghiệm trước và đi dạy sau. Nghĩa là toàn bộ cái quá trình mà để có thể đi dạy được thì mình sẽ đầu tư và làm được trước, giống như cái livestream này. Nghĩa là cách đây 6 tháng tôi đã phải đầu tư hoạt động kinh doanh, như tôi kể ngay trên dưới bao tiền rồi, tôi tiêu đâu đó hơn 500 triệu để chạy cái quảng cáo để xem được là nó như thế nào, và sau đó tôi bắt đầu mới lôi ra được cái công thức thì bắt đầu các bác cũng dạy được, và đấy là cái giá trị cốt lõi. Và như vậy thì khi mà tôi ra được cái đấy rồi, tôi làm được rất nhiều doanh nghiệp lớn. Có nhiều người ở Việt Nam thì có rất nhiều, thì nó rất nhiều, nhưng mà tại sao là họ không triển khai livestream của họ đi được phê rồi xin bên ngoài, anh chị có đoán không? Tại sao là những đơn vị rất lớn như là Tân Bình, như May 10, như VNPT, tiền nó không thiếu, đội kỹ thuật rất giỏi, nhưng mà tại sao họ không làm livestream mà đi phê bên ngoài? Đấy, thì tôi đã phân tích sai của họ. Tại sao họ không đi làm và đi phê bên ngoài? Thứ nhất là những người đang làm trong công ty và để sai họ làm cái mới họ có ngại không? Tại sao vậy? Tại vì làm cái mới họ không biết họ sẽ không dám làm, tại vì sợ thất bại và sếp sẽ nói. Điều thứ hai nữa là để triển khai một cái mới bao giờ đến là phải có mục tiêu mới và phải bảo vệ mục tiêu đó. Cho nên là với những cá nhân đang làm ở công ty thì nó sẽ rất ngại đi bảo vệ cái mục tiêu của chưa có. Cho nên đấy là lý do mình đưa ra bên ngoài vào, mình sẽ dám là gì? Đưa ra cam kết chạy, đưa ra chỉ số và hướng dẫn cho quy trình. Thì như vậy mình ký được vào đầu nó của chúng ta vào đấy. Thì đấy chính là công thức đi sai. Tức là vì sao họ chọn mình thì mình sẽ phải đưa ra được lý do đấy. Đây là đoạn này, nó sẽ có một bài tập. Trước khi chúng ta nghỉ giải lao 15 phút, bài tập nhỏ thôi. Bây giờ là anh chị sẽ chuẩn bị, chúng ta sẽ phải live stream và chúng ta sẽ phải bán hàng. Thì anh chị sẽ làm một bài tập nhỏ ở đây. Đầu tiên đó chính là chúng ta xác định chân dung khách hàng sẽ xem live stream. Và điều thứ hai chúng ta sẽ xác định tiếp, đó là lý do tại sao khách hàng sẽ chọn chúng ta mà không chọn đối thủ. Anh chị nghỉ giải lao 15 phút, sau đó chúng ta sẽ vào làm cái này trong vòng 15 phút nữa. Nghĩa là chúng ta sẽ có nửa tiếng để làm cái này, phòng chữa cho anh chị để chúng ta có thể chuẩn bị được chuyện này. Hầu hết tất cả những cái phần liên quan đến anh chị thành bạn hay không, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vấn đề chuẩn bị content. Tại vì nếu anh chị chuẩn bị content này không tốt thì khi lên live sẽ xong. Lên live chị sẽ mất tự tin. Và cái nữa là khi mà chúng ta live stream thì anh chị sẽ thấy là chỉ có ai nói thôi. Mình nói, mình người bán mình nói. Và nếu mà chúng ta không tự tin mà chúng ta không chuẩn bị được tất cả các kịch bản này thì như vậy chúng ta sẽ mất tự tin. Đó chính là chúng ta mất sự tự tin. Chúng ta sẽ nói mất lửa. Và cái nữa là trong mặt mình đưa sẽ bị sao. Chị nhớ là chúng ta chỉ có một cái để nối kết với khách hàng, đó chính là ánh mắt. Và khi mà chúng ta không chuẩn bị cái này thì ánh mắt chúng ta sẽ xa rời với cái phần camera. Và như vậy thì khách hàng người ta sẽ không ở lại trong phần lông nữa. Tại vì người ta biết là mình đang trình bày những thứ nó không thể giải quyết được vấn đề người ta cần. Thì đây nó là một điều chúng ta phải chú ý. Và nó có một điều nữa là khi mà chúng ta chạy quảng cáo live stream thì khách hàng ở lại lâu không? Lại lâu ạ. Khách hàng vào theo từng phiên thời gian. Cho nên là cái người mà chúng ta nhìn thấy ở dây này chính chắc đó là cái người của dây trước. Cho nên là chúng ta phải chuẩn bị được toàn bộ cái phần nội dung này để chúng ta sắp xếp lại để tí nữa. Sau khi mà xong được phân tích SWOT này rồi, chúng ta còn phải bố trí không gian không? Chúng ta phải bố trí không gian, chúng ta phải bố trí thông điệp, đúng không? Chúng ta còn phải có bảng, chúng ta phải có tờ giấy, chúng ta dán trên tường là phiên live ngày hôm nay nói về cái gì, giảm giá bao nhiêu, bán như thế nào, thậm chí phải có cái bảng. Sau đó phải ghi là hôm nay giảm giá cái gì, không đúng với trên để những người chúng ta vào live như thế. Ta biết ngay là chúng ta đang làm gì. Thế rất nhiều bạn live stream lên không để thông tin. Thế khách hàng vào bắt đầu hỏi em ơi bên Việt Nam để làm gì, tôi chết chưa? Mà chưa kể nữa là người ta nhìn không thấy mình nói gì được, người ta cũng phát ra. Cho nên là mình phải biết được là tập trung vào đối tượng nào, công việc là gì, điều gì sẽ giữ họ lại, chúng ta biết được trên màn hình. Nên nếu mà những người làm live stream chuyên nghiệp, anh chị đều để ý thấy là tại sao họ phải live stream với em? Nó không dùng điện thoại. Thì lúc đấy anh chị mới dùng phần mềm OB.
OBS để chúng ta mới có thể là gì, cho cái ảnh bên sau này, cho chữ lên trên để bắn chữ chạy ngang, bắn chữ chạy dưới, xuất hiện video lên được. Chứ còn nếu mà dùng điện thoại thì không làm được. Cho nên các phiên live chuyên nghiệp đều sử dụng máy ảnh và sau đó thì bắn chữ lên trên màn hình để khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào tại vì nhìn thấy được. Vậy thì phiên live này nói gì? OK, mọi người nghỉ giải lao đi, sau đó vào xử lý. Tôi chỉ dạy có một buổi thôi. Tôi dạy có một buổi về livestream cho các bạn đấy. Sao? Chúng ta livestream hiện tại bây giờ chưa dạy được. Bản chất chưa dạy được. Dạ, có rồi, nhưng mà vấn đề là mất thời gian dài để làm test. Từ năm ngoái là bạn có ý định làm, nhưng mà vấn đề là mẫu chưa được. Nên bây giờ là phải mất khoảng thời gian để làm. Khi mẫu nó đủ lớn thì bắt đầu mới làm. Đúng không? Phải bán thử trước. Bán thử trước chạy rồi, sau đó bắt đầu mới copy rồi có thể dạy. Chứ còn nếu mà dạy thì cứ xuông thì nó là gì, mọi người không trả được. Đấy, trong cái tương lai, có nhất bây giờ nó vẫn là phần tính toán sẽ bảo cáo. Sẽ bảo cáo. Nó sẽ một khách hàng rồi đấy. Em thực tế một số anh mà làm năm bảy năm anh bảo là lúc mình kiểu người ta kỹ quá thì phí nó bị cao mà nhiều lúc nó lại không ra chuẩn thì anh nghĩ là về quan điểm của tớ chuẩn. Thực ra thì cái câu chuyện đấy nó cũng đúng đối với những cái mặt hàng tiêu dùng mà giá trị nó thấp, nghĩa là để sao cho là tiếp cận đủ rộng và để chuyển đổi thì chạy không target cũng được. Nhưng mà nếu mà để bán những mặt hàng đặc thù, những mặt hàng mà cần có yếu tố chuyển đổi cao thì target sâu nó vẫn là chuẩn nhất. Vì chúng ta cần đúng người chứ không cần đông người. Vâng. Nó dễ thu hút người mua. Và cái nữa nó là những cái mặt hàng nó đặc thù. Đặc thù là gì? Là đàn ông thì đấy là điều thầm kín, người ta sẽ không đi hỏi nhiều. Và người ta sẽ mong muốn là có sự trải nghiệm. Cũng như là người ta sẽ biết được là có ai có thể giúp đỡ được người ta. Không vi phạm. Hiện tại livestream bây giờ không vi phạm. Mình không bán. Mình không bán, mình chỉ tư vấn. Mình có để dò hàng đâu. Mình có phát sinh ra mua bán trên đấy đâu. Thế hiện tại đấy là lý do tại sao livestream Facebook bây giờ đang được dùng nhiều. Tại vì là nó không tạo ra giao dịch. Không tạo ra giao dịch thì không bị phạt. Tại vì nếu mà xảy ra giao dịch mua bán và trao đổi tiền trong cái quá trình đấy thì nó sẽ có những yếu tố mà liên quan đến vấn đề việc phải có bằng cấp. Ở đây nó chỉ là câu chuyện tư vấn, câu chuyện chia sẻ. Còn ở bên ngoài chúng ta làm ở phía sau thì chúng ta xử lý. Nên cái sự hỏi đáp của nó kinh lắm. Nếu mà chị lên phát thì lượng hỏi đáp của nó khủng khiếp. Chạy một tối nó có thể lên tới 200, 300, 500 người hỏi. Thì chị bảo chị bán bao giờ cho lại. Cái hàng đấy là thầy đã chạy cho lời chưa? Thầy chạy cho hãng nào? Hiện tại bây giờ phải nói thật với bạn là tất cả những hãng dược lớn nó đều làm. Từ vừa rồi vừa chạy cho Tân Bình. Tâm Bình này, Tâm Bình chạy bên đấy khá là nhiều thời gian. Sau Sa Thái Dương tôi làm bên đấy từ hồi cách đây cũng phải gần 20 năm rồi. Tôi làm cho rất nhiều đơn vị. Rồi Dược Hoa Sen, Dược Hoa Linh, Dược Phúc Hưng thì cũng là thành đối tác chiến lược. Bên đấy tôi làm rất nhiều năm. Trung Y thì hôm trước vừa làm việc với cả một anh làm cả bên trong còn gì, đồng gì nhỉ? Gì đường bên Trung Quốc rồi, Tổng Nhân Đường định sang bên này. Thì thực ra thì Trung Quốc thì nó rất tốt thôi, nhưng quan trọng một cái là nếu muốn làm được điều đó thì bạn phải có người làm nhân liệu như này. Ai là người nhân liệu? Còn nhập về buôn bán thì khả năng cao, cạnh tranh cao. Nên muốn làm bây giờ ở Việt Nam bây giờ thì phải làm nhân liệu trước và kiếm tiền sau. Thì livestream bây giờ là nhân liệu nhanh nhất, rẻ, tiếp cận được, ra đơn. Mặt mình xuất hiện thì không ai người ta sợ. Cái khó nhất bây giờ là gì? Là vì mình không xuất hiện cho nên là quảng cáo của mình
nó sẽ bị lù nhờ với những loại quảng cáo khác. Chứ còn bây giờ mình đã xuất hiện ra, mình đã trùng cuối rồi thì nó sao mà sợ. Sau cái live stream này thì nó sẽ lên VR và AR, nó còn khiếp nữa. Nghĩa là thực tế ảo lúc đấy nó còn loại tiếp khách hàng đấy. Cứ lấy lớp nhắn tin.
Thank you.
Có hai vấn đề thôi. Một là xác định chân dung khách hàng sẽ xem live stream của mình. Cái thứ hai là lý do tại sao khách hàng sẽ chọn anh chị mà không chọn đối thủ. Câu chuyện nó đúng là như vậy. Bây giờ thì tôi sẽ để cho anh chị đến 8 giờ 10 phút để chúng ta có thể giải quyết hai câu này. Sau đó sẽ hỏi hai người sang nội dung đấy. Sao? Anh chỉ tự vẽ khách hàng đi, sao khách hàng của mình là ai? Lấy lại một cái ví dụ. Như vậy anh chị thấy là cái người mà trước khi đi câu cá là người ta đã biết là về nhà nấu món gì chưa? Thế rồi nó còn sai vợ, còn đi mua rau, mua đủ các thứ, thậm chí nữa còn tính luôn gọi bao nhiêu thằng đến nhậu còn gì nữa. Thế nghĩa là mình đã phải chọn hết khách hàng trước rồi. Những cái yếu tố này là cái yếu tố mà trong cái quá trình phải nghiên cứu. Nếu lúc này chúng ta mới nhìn thấy một việc là tại sao Trung Quốc người ta lại cho rất nhiều người của Trung Quốc đi đến các công ty lâu năm của thế giới để làm gì ạ?
Anh chị thấy không? Trung Quốc sai rất nhiều người đi toàn thế giới, đến tất cả các lĩnh vực và vào tất cả công ty lâu năm để làm gì ạ? Đúng rồi, lấy insight này, nó lấy phân tích khách hàng mục tiêu này, lấy tầm nhìn sứ mệnh này, lấy luôn cả những cái yếu tố mà tạo ra giá trị cốt lõi được, họ phân tích rất kỹ. Thế lúc này là hôm vừa rồi là một cái hãng đào hầm hàng đầu thế giới của Đức đã phải bất ngờ, là tại vì đấy là một cái ngành rất hẹp, mà tại sao Trung Quốc nó cũng chế tạo ra được, và thậm chí giá nó còn rẻ hơn, tại vì toàn bộ những cái yếu tố liên quan đến phân tích đấy họ có người làm hết rồi. Nên nó có một cái câu chuyện về Coca-Cola ở đây, chị đã nghe chưa? Là cái ông kỹ sư của Trung Quốc đã nghiên cứu và lấy được cái công thức bí mật mà phủ cái lòng bên trong của lon nhôm Coca ấy, mang về Trung Quốc, biến cái đấy trở thành công nghệ không độc quyền nữa. Vì ngày xưa là anh chị thấy là Coca-Cola mà cho vào lon nhôm mà không có lớp phủ đấy là chắc chắn nó sẽ ăn mòn. Nhưng nó có một lớp phủ đấy, đó là công thức bí mật, là Trung Quốc ăn trộm được. Thì toàn bộ những yếu tố đấy mình nhìn thấy là gì? Là nếu mình muốn làm bất kỳ ngành nghề gì thì chúng ta phải làm một việc, đó là chúng ta sẽ phải nghiên cứu sâu cái ngành nghề đấy. Và đặc biệt nữa là phải nghiên cứu được cả cái người mạnh nhất trong cái nghề đấy, họ đang là ai, họ đang làm gì và họ đang đi theo cái thông điệp là gì, để từ đó mình tìm cách mình phân tích. Anh định hỏi gì anh? Không ạ. Lại kể câu chuyện vui, ngày xưa bọn tôi làm cái sản phẩm liên quan đến vấn đề về sinh lý phụ nữ. Như vậy là để có thể tìm hiểu được sinh lý phụ nữ là phải ra đâu tìm, ra đâu ngồi phân tích thị trường. Đâu ạ? Đâu? Tôi ra phố Trần Duy Hưng, tôi ngồi ở đấy. Tôi ngồi ở đấy cũng phải hơn một tháng đấy. Ngồi ở quán nước mà vừa nghe vừa phân tích và tìm hiểu. Nói tóm lại là tất cả cái việc đấy đều phải phân tích và nằm vùng, sau đó mới biết được là về bản chất như thế nào. Ngày xưa thì tôi là sinh ra và lớn lên ở Bát Tràng, nhưng đến năm 13 tuổi tôi sang Hà Nội tôi học rồi, cho nên nếu mà nói về kinh nghiệm về gốm sứ tôi cũng chẳng có gì. Và để làm được gốm sứ là anh chị biết tôi mất 3 tháng liền, đi đến nhà hơn 10 người nghệ nhân, tìm hiểu, lấy phân tích thông tin, tập hợp lại. Thì sau một thời gian mình trở thành chuyên gia hơn họ, tại vì là nó có một điều, mình là người có khả năng về phân tích, họ có kiến thức nhưng mà họ không biết cách tổng hợp. Mình đi mình gom lại cái mình sẽ có kiến thức chuẩn ngay. Đấy là cái hơn nhau của mỗi việc, là khi mà chúng ta nắm bắt được phương pháp là mình sẽ có cái để mình giải quyết được vấn đề. Anh chị mà làm tốt được cái này phân tích thì sau này nó có một thói quen, là cứ khi nào mình xem bất kỳ một cái quảng cáo nào mình đều sẽ dừng lại vài giây để mình làm gì, để mình hiểu là lý do tại sao người ta làm cái quảng cáo này. Ví dụ anh chị xem quảng cáo sữa Vinamilk, họ dùng slogan là gì nhỉ? Có nhớ có mấy cái con bò vui cười và nhảy không? Thế như vậy nó là mắt sáng dáng cao. Vậy thì ai sẽ là người xem cái quảng cáo đấy?
Và bố mẹ mong muốn là gì ạ? Đúng rồi, ok. Đấy, phân tích insight như vậy. Còn anh chị xem quảng cáo của TH Trung Miu, họ dùng cái slogan là gì? Thực sự từ thiên nhiên. Tức là khi mình xem, bắt đầu mình để ý một chút, mình sẽ nhìn thấy là cái người làm marketing họ đều có cái gửi gắm vào trong cái phần đấy. Tất cả nó đều có lý do hết. Nó không phải ngẫu nhiên đâu. Nên lúc này mình mới thấy là tại sao người ta phải chi ra nhiều tiền như vậy để người ta tìm ra được cái thông điệp. Mọi người có để ý thấy là ví dụ như là Apple có bao giờ quảng cáo không? Có bao giờ quảng cáo không? Có bao giờ quảng cáo trên truyền hình thì thấy không? Báo chí thấy không? Vậy thì chủ yếu họ quảng cáo ở đâu? Apple quảng cáo nhiều nhất đó chính là vào trường đại học và vào trong các cái trường trung học. Họ đến đấy họ tài trợ máy tính miễn phí, khu trải nghiệm miễn phí cho sinh viên dùng miễn phí, phát thẻ để cho sinh viên có thể mua máy để trả góp. Sau đó thì người ta lập ra những cái trung tâm trải nghiệm để mọi người đến đấy người ta trải nghiệm sản phẩm. Tại vì họ phát hiện ra một điều là gì? Là đối với những sản phẩm về công nghệ, nói nhiều thì sẽ không hay. Quan trọng nhất là gì ạ? Quan trọng nhất đó chính là sờ thử và cảm nhận thử. Cho nên mới sinh ra cái vấn đề đó là như vậy. Nó y hệt như bọn tôi mà làm cái nghề đào tạo này. Như vậy là để quảng cáo là dạy hay thì khó. Nhưng mà chỉ cần muốn chốt đơn được thì cần làm gì thôi. Riêng nghề đào tạo này không cần nhiều, chỉ cần mọi người đến nghe thôi là đã có thể chốt được đơn. Tại vì khi mọi người đến nghe phát tôi sẽ nhìn mặt. Sau đó tôi sẽ nhìn cái vấn đề anh chị đang cần gì. Sau tôi sẽ điều chỉnh tất cả những yếu tố tôi nói và tôi chốt đơn rất là tốt trong cái quá trình đấy. Tại vì đối với những cái mảng liên quan đến đào tạo, chuẩn nhất được vẫn là phải ngồi nghe. Vì khi đó anh chị bắt đầu không chỉ là nghe liên quan đến giọng, liên quan đến vấn đề về hình ảnh, mà nó còn là quá trình trao đổi, giao tiếp và anh chị đang cần cái gì thì nó mới ra được vấn đề. Cho nên là cái nghề mà làm đào tạo này bán hàng trên sân khấu mới nhiều tiền. Chứ còn để triển khai phần khác thì nó không mang lại nhiều giá trị. Ở đây có một kinh nghiệm để chia sẻ cho anh chị về marketing. Như vậy mọi người muốn làm marketing giỏi thì bây giờ anh chị biết nên làm gì để có thể trở thành người làm marketing giỏi không? Muốn làm gì để trở thành người làm marketing giỏi? Phải chịu khó tham gia vào các hoạt động marketing của nhiều đơn vị. Bằng hình thức, thứ nhất là có thể xin tham gia cùng. Để chúng ta có thể vào chúng ta làm hoạt động cùng với người ta. Nên hầu hết anh chị để ý thấy này nhá, là những cái người mà hiện tại họ giàu có và thành công, họ đều xuất thân từ việc đó chính là tham gia vào nhiều công ty khác đi làm thuê. Sau đó một thời gian người ta bắt đầu mới đúc rút được kinh nghiệm. Đến lúc này là nó có một cái, đó là nếu mà chị có cơ hội thì nếu mà những cái chương trình dự án nào mà có ngân sách quảng cáo lớn thì chúng ta nên nhảy vào chúng ta tham gia với họ. Thậm chí là mình còn trả tiền để được đến tham gia cùng với họ. Vì ví dụ đơn giản thôi, để anh chị có thể chi ra vài tỷ tiền quảng cáo một tháng khó không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta tham gia vào cái quảng cáo cùng các công ty dược lớn, ví dụ như là chúng ta chạy cùng với cả thằng dược Tâm Bình, nó là 16 tỷ một tháng. Thì như vậy khi mà chúng ta được đọc các cái chỉ số và xem được những cái báo cáo quảng cáo hay sao, thì nghĩa là chúng ta đã có trải nghiệm và tiêu được số tiền đấy. Đấy là một cái kinh nghiệm mà anh chị nên làm. Nên nếu có cơ hội thì phải đi xin và tham gia và được đọc những cái bảng số đấy. Ngày xưa khi tôi là sinh viên thì cũng may mắn là tôi theo bác ấy là phó tổng biên tập báo Nhân Dân. Tôi theo bác ấy 4 năm liền. Bạn biết công việc của tôi chỉ làm gì không? Thời đấy là bác ấy không biết dùng máy tính.
Thế là tôi cầm máy tính xách tay đi theo bác đấy, là mỗi việc là trình chiếu. Nghĩa là bác đi chốt dự án, tôi ngồi trình chiếu. Nhưng mà đi theo bác đấy thì tôi mới gặp được rất nhiều người. Gặp từ chủ tịch nước đến những người ở phía hoạt động của doanh nghiệp. Gặp cả ông Dũng Lò Vôi, cả bà Hằng, lúc ấy bà ấy còn rất trẻ. Bà mới đẻ cái thằng cu, ngồi nói chuyện. Thì vì mình đi cùng với những người đấy mình mới có cơ hội. Chứ mà tự mình và tự dưng mình lấy đâu ra, làm gì có cơ hội. Nên nếu mà có được thời gian và có được cơ hội, anh chị nên tham gia cùng những đội đấy. Nghĩa là họ cũng chả trả cho mình cái gì đâu. Nhưng có một thứ đó là mình được đi theo và mình xem cái cách thức họ làm. Và sau một thời gian anh chị sẽ thấy là mình sẽ có một cái trải nghiệm rất là tốt để giải quyết được vấn đề đấy. Trong lúc mà anh chị đang ngồi làm và tôi đang ngồi tôi xách quảng cáo cho vợ ở nhà ăn. Không, ngày nào cũng đứng like mà. Ngày nào tôi chả xách. Mỗi tối mất 3 triệu tiền quảng cáo. Đây like này. Đây 3 triệu nhờ. Anh tìm sản phẩm hay sao? Thực ra thì trước tiên là nó sẽ phụ thuộc vào việc, đó là cái đầu tiên, đó là cái năng lực sản xuất ở xưởng trước đã. Xưởng nó sản xuất hàng gì? Thì như vậy là khi mà chúng ta bán ấy, là bao giờ thế thôi, là gì? Là thị trường nó bán cái gì tốt thì chúng ta có bán hay không? Thị trường nó bán tốt thì chúng ta sẽ lấy hàng đi bán. Đấy là cách một. Cách thứ hai nữa là gì? Chúng ta có thể bán những cái thứ mà thị trường không có. Nghĩa là bọn tôi có đặt làm những cái hàng riêng và chỉ bọn tôi có, bọn tôi bán. Và cái thứ ba nữa là sau mỗi phiên live chúng ta phải hỏi khách hàng là anh chị thích lên hàng gì, thích xem những hàng gì, thì sau lần sau chúng ta chọn cái hàng đấy, dùng ba cách đấy. Dạ. Đây, tôi vừa kể với bạn này rồi, là lý do tại sao tôi chọn gốm sứ, bạn kể ra sao? Nhà tôi ở Bát Tràng. Thì cô dì chú bác của tôi đều nghệ nhân. Nói tóm lại là tất cả hàng hóa ở đấy. À không, thực ra thì nó như này nhỉ cơ. Thực ra thì lúc đầu tôi không bán, là tôi không bán đồ thờ đâu. Cái đầu tiên mà tôi khởi nghiệp với gốm sứ là tôi làm quà tặng gốm sứ. Tức là ấm chén đi logo tôi làm quà tặng. Tại vì đơn giản thế thôi, là ngày đấy thì là có một công ty của một ông bạn, là bên đấy là thuê tôi làm website. Xuất thân tôi là lập trình viên, tôi là phần mềm mà. À, thì phải từ cái đấy tôi mới có lợi thế cạnh tranh. À, thì lại quay lại tiếp ngành nghề ngoài đúng không? Thế bây giờ anh thích làm cái gì? Bản thân anh thích làm gì trước? Đây, tôi đi dạy này là tôi làm về công nghệ thông tin, tôi đi dạy được. Là tại vì tôi thích làm về công nghệ thông tin và tôi tự tìm hiểu nó. Sau đó tôi mới có thể đi dạy được. Sau đó tiếp theo nữa là bọn tôi làm cái mảng liên quan tới vấn đề về tư vấn dự án cũng thế. Nghĩa là mình phải thích nó. Nên nó xuất phát điểm đầu tiên là trước khi làm kinh doanh hay bán bất kỳ cái gì, mình quay lại hỏi bản thân mình, đó là mình có cái gì giỏi để có thể đi ra bên ngoài bán. Anh chọn thử cái đấy trước đi. Anh có cái gì giỏi nào? Ví dụ. Thì bây giờ một là anh không giỏi. À. Mình lại đi như này cơ, mình lại đi như này trước này. Muốn tìm và bán bất kỳ cái gì nó sẽ dựa vào hai yếu tố. Yếu tố số 1 đầu tiên là dựa vào bản thân anh. Nghĩa là anh giỏi cái gì, anh đi kinh doanh cái đấy. Cái thứ hai, anh chơi với người nào giỏi. Thì lấy họ làm gốc để bắt đầu lại đi chơi tiếp. Thì bắt đầu mới làm được. Chứ còn lại là mình không thể dựa vào sản phẩm được. Phải dựa vào con người. Phải đi từ con người đi lên thì mới giải quyết được cái vấn đề liên quan đến kinh doanh. Chúng ta nhìn thấy là Steve Jobs, có ông bạn không? Có ông bạn làm ra cái máy tính Mac thì ông ấy bán được đúng không ạ? Rồi đến ngay như kể cả tiếp theo nữa là gì, đến kể cả Bill Gates cũng phải có một người bạn, hai bên cùng với nhau bắt đầu mới đi ra để kinh doanh và bán được. Thậm chí như ông Tesla, ông Elon Musk là ông rất giỏi, nhưng ở bất kỳ một công ty nào ông ấy đều có một người làm giỏi cái đấy, hai bên kết hợp cùng với nhau. Ví dụ ngày xưa ông ấy làm PayPal, bản thân ông ấy không phải là người lập trình, ông ấy là người kinh doanh thì ông sẽ chơi một kỹ sư rất giỏi để hai bên mới làm được. Hoặc bản thân Google cũng là hai ông,
hai ông ấy giỏi khác nhau thì bắt đầu mới có thể lên được, mỗi người sẽ nắm giữ một cái vị trí khác nhau. Thì bây giờ anh muốn kinh doanh thì như vậy, một là bản thân anh giỏi. Thì ví dụ như là bây giờ như nhà tôi làm ở Bát Tràng, bản thân tôi không giỏi về gốm, nhưng tôi có một lợi thế cạnh tranh, đó là cô dì chú bác đều là nghệ nhân, và tôi lấy họ tôi đi bán đâu, tôi bán họ mà, tôi bán họ chứ bán gì đâu. Thì từ bản thân đấy tôi mang đi tôi bán được. Còn cái thứ hai, tôi đi làm nghề liên quan đến đào tạo và liên quan đến tư vấn thì tôi lại là sản phẩm, và tôi lại lấy chính tôi mang đi bán, thì nó lại là cái câu chuyện kiểu như vậy. Còn sau này thì bây giờ tôi đi kết hợp với cả một công ty thứ ba, ví dụ tôi kết hợp với chị này, thì tôi sẽ hỏi chị một câu là gì, thế thì bây giờ nếu mà hai bên chơi với nhau, chị có cái gì giỏi, tôi có khả năng bán, thế thì hai bên chơi với nhau là gì, tôi bán, chị có gì giỏi, đi kết hợp với nhau. Anh cũng thế thôi, bây giờ anh phải đứng vai là làm kinh doanh nó có ba trục. Trục thứ nhất là trục vốn, trục thứ hai là liên quan đến quản trị, và trục thứ ba là liên quan đến vấn đề về nghề. Mình sẽ chọn một trong ba cái để mình đứng với nhau. Thế thì anh tùy vào tình huống. Ví dụ như là giả sử như tôi kết hợp với Vinalink, thế như vậy tôi kết hợp với Vinalink tôi lại là người giỏi nghề. Cái trục liên quan đến kinh doanh nhà vốn thì lại là phần khác, tôi giỏi nghề thì tôi lại kết hợp với họ được. Nhưng nếu mà bây giờ tôi chuyển sang, ngày xưa tôi làm phần mềm, tôi là kỹ sư liên quan đến lập trình, nhưng tôi không phải lập trình chính, tôi lại làm hệ thống. Còn có một ông lập trình web cộng với cả ông thiết kế, thì là ba anh em chơi với nhau. Thì như vậy là cái ông kia ông giỏi nghề, đúng không ạ? Sau đó thì tôi được đánh ra là đi làm kinh doanh, và thằng kia là liên quan đến vấn đề về vốn, thì ba thằng nó mới chơi được với nhau. Vì mỗi người đứng một góc thì bắt đầu nó mới phát triển được liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Cho nên cái câu hỏi liên quan đến sản phẩm là gì, tìm sản phẩm gì để bán, thì mọi người cứ dựa vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó chính là dựa vào bản thân mình, tìm xem là mình có lợi thế cạnh tranh gì đi ra thị trường thì vác mình đi bán. Và cái thứ hai nữa là tìm người giỏi nghề, họ không có khả năng bán, chơi với mình. Thì như vậy hai bên bắt đầu là sẽ ghép lại với nhau trong quá trình làm. Và mình sẽ đi tìm miếng ghép thứ ba là miếng ghép về vốn. Một người giỏi nghề, một người quản trị cộng cả một ông vốn nữa thì bắt đầu mình có thể chiến đấu được. Chứ không làm sao mình có thể trụ được trong cái hoạt động về kinh doanh. Ok, nào ai lên trình bày trước nào. Ok, bạn nối mic cho bạn đi. Mic cắm hết nhỉ? Cắm rồi đúng không? Mời bạn ý hỏi đi. Được nước à? Chờ tí. Gửi vào cái số 22 đi. Tại vì số kia vứt ở nhà cho vợ live stream rồi. Anh ấy bán là cái gì đấy? Cái hộp ở bên trong để chống cái gì à? À anh bán là cái hộp này, cái hộp chịu lực đúng không? Em thử gửi xem thông tin sản phẩm gì nào. Bạn ấy cái đấy của anh ấy lại là đi nhập lại đúng không? Không phải là anh ấy sản xuất ra. Mà nếu mà những cái thứ mà mình bây giờ mà đi nhập lại mà không phải là mình sản xuất ra muốn bán được thì yếu tố gì quan trọng? Đầu tiên là chúng ta phải xem là cái đơn vị mà chủ sở hữu của cái thương hiệu đấy có làm thương hiệu không? Ví dụ như bây giờ tôi đi bán lại hàng của thằng DJI này thì bán được. DJI bây giờ là hãng hàng đầu liên quan đến công nghệ của Trung Quốc về tai nghe, về thiết bị không dây, về flycam. Cho nên là chỉ cần đọc cái tên nó phát là bán được. Nghĩa là sản phẩm đấy nếu muốn bán được thì nó phải có thương hiệu. Còn nếu mình nhập lại mà sản phẩm không có thương hiệu mà mình đi làm thương hiệu có đủ tiền không ạ? Làm sao mới đủ? Hãng không làm thì sao mới đủ? Có thể kéo thị trường được. Và điều đấy nó rất là khó trong quá trình làm. Nên một phần nữa là chúng ta mới nhìn thấy là ở Việt Nam bây giờ, các anh mà đi muốn bán máy tính, chúng ta đi bán đồ của Apple dễ bán không? Tại vì nó định hình thương hiệu rồi. Và nhu cầu thị trường có, chỉ cần bán hàng cũ, không cần bán hàng mới, bán hàng cũ giá rẻ, khách hàng hỏi rất nhiều. Tại vì sao vậy? Là tại vì là người ta biết chất lượng và người ta muốn mua giá rẻ. Còn lại bây giờ chúng ta bán những cái sản phẩm mới tinh như của anh này đứng gửi này. Anh bán cái hộp này. Đây là một cái thứ mà nhu cầu thị trường không nhiều. Cái thứ hai nữa là thợ người ta mới mua, chứ còn lại là chủ chả ra mua đâu. Thì bây giờ anh muốn bán được, anh phải bán liên quan đến vấn đề là bán cho thợ, mà lúc đấy nó lại quay lại câu chuyện là những cái hãng mà đã nổi tiếng lâu đời bây giờ rồi, anh ấy muốn vượt qua được khó không ạ? Nó sẽ khó đấy. Mà bây giờ là biên độ dòng này nó lãi rất là thấp.
phải bán số lượng nhiều mới giải quyết được. Mà bây giờ muốn làm được thì nó lại phải làm một cái phần khác thôi, không chơi đâu. Nên về quan điểm của phần đấy, Quỳnh nhận nốt lại với anh ấy là riêng bán những cái đồ này, một là anh ấy phải là gì đơn vị mà anh đã phân phối lâu năm rồi, anh bán thêm thì được. Chứ còn bảo tự live stream mà bán tỷ lệ tương tác kém á. Vì khách hàng xem live stream thì đa số người ta muốn mua những cái sản phẩm. Đầu tiên nó là những cái sản phẩm mà có thể test được, sử dụng được, nó thiết yếu, hữu dụng. Cộng với việc nữa là cái sản phẩm đấy có thể check được thông tin giá trên thị trường. Đấy là cái người ta thích anh mua. Chứ còn mua những cái thứ mà mới quá, đặc biệt quá là bất công đào tạo lắm, không xử lý được. Anh chị thấy là người ta bán xe bán xe VinFast lên trên online được không? Thì có bán không ạ? Ở trên TikTok này, tạp hóa BPU bán xe điện của VinFast này, bán cả xe máy. Tại vì VinFast bỏ rất nhiều tiền làm marketing rồi. Giờ bán hàng nó không phải là vấn đề là gì về thương hiệu nữa, mà quay lại câu chuyện là tìm ra những người có nhu cầu để người ta hỏi. Và cái việc đấy là một phần của hiển thị. Còn bán những thứ nó mới quá, lạ quá, nó rất khó để làm. Cho nên trước mắt bây giờ là anh chị nào đang có sản phẩm ở đây, giờ chúng ta trình bày đi. Hai người thôi, chúng ta có hai người thôi. Có anh chị nào trình bày được? Có bạn nào trình bày luôn sản phẩm của mình không? Ok, trình bày đi. Rồi ok. Quay lại hỏi luôn, cái đấy là thương hiệu của bạn hay là bạn đi nhập lại? À thì mới đứng hỏi kia, thế thì bây giờ mình quay lại là đừng hỏi là cái đấy là bạn nhập lại hay là của bạn. Sao? Còn nói to lên chút, của bạn hay là bạn đi nhập lại hay là bạn là nhà sản xuất? Rồi ok, rồi ok, thế thì nhà sản xuất vậy, chân dung khách hàng của bạn, ai là người xem livestream? Rồi ok. Facebook có quảng cáo dưới 18 tuổi không? Nó sẽ không hạn chế, nó sẽ hạn chế hiển thị với những người đấy. Và những người đấy, những người không có khả năng chi trả bạn quảng cáo này làm gì? Không, thường không có đâu. Nhóm đối tượng đấy không phù hợp đâu. Đối tượng đấy là không phù hợp, không xét được quảng cáo đâu. Sao đối tượng tiếp theo đấy? Ok. Đối tượng đấy chưa lập gia đình đúng không? Ok, thế thì điều gì khiến cho họ tương tác với bạn? Đây. À. Theo mọi người, ví dụ ở đây mấy chị này, là chúng ta có thấy là nhóm đối tượng trẻ, ví dụ như chị có con ấy, thì những người trẻ có đến mua đồ của chị không? Đấy, chị thử, ví dụ như bạn là có gia đình chưa? Chưa à? Đấy, hèn chi là bạn đưa ra những cái nghe nó hơi kiểu là chưa quen thuộc. Đấy, chị thử giải thích cho bạn đi cho nào. Nó phải có lý do cơ. Đầu tiên là gì? Bạn phải bán cho nhóm đối tượng. Đó chính là những người chuẩn bị có con. Đó là nhóm đối tượng rõ ràng nhất. Đây là nhóm đối tượng rõ ràng nhất, người ta có nhu cầu mua và người ta mua lần đầu. Và như vậy người ta mua lần đầu thì người ta quan tâm đến cái gì nhỉ? Anh chị? Nếu mua lần đầu. Cái này thì cũng lại may mắn vì tôi đã từng làm cho shop trẻ thơ. Và tôi đã chạy quảng cáo cho cả bọn con cưng với cả với cái đội liên quan đến vấn đề về mẹ và bé. Thế như vậy là nếu mà ở đây mà ai có con lần đầu, chúng ta thấy là con đầu thì bao giờ cũng mua đầy đủ không? Tại sao vậy? Không phải vì thiếu kinh nghiệm cho nên người ta tư vấn cái gì thì là tự dưng mua đúng theo cái tư vấn đấy. Cái bọn mấy cái bọn sách trẻ thơ nó còn viết là 38 cái đồ không thể thiếu cho mẹ bầu đi sinh, thế là mua đủ hết tất cả 38 cái đấy. Và trong khi đó mình còn không biết nó là cái gì. Đúng chưa? Thế như vậy vì lần đầu thiếu kinh nghiệm cho nên là như vậy. Và như vậy thì người ta rất cần một việc là gì? Là có lời khuyên của một người có kinh nghiệm. Đúng chưa? Bạn có bạn nào có kinh nghiệm để giải thích cái vấn đề đấy không? Đấy, cho nên đấy là lý do mà tại sao là gì? Muốn bán bất kỳ cái gì thì doanh nghiệp luôn luôn có xu hướng là xây kênh và chuẩn bị KOC trước khi kinh doanh.
Ở đây chúng ta nhìn thấy có nhớ cái anh Lê anh nuôi không? Ở đây anh chị xem TikTok này, anh Lê anh nuôi không ạ? Trước khi để bán hàng, anh ấy đã phải chuẩn bị nội dung ấy ít nhất một năm để cho người ta tin tưởng anh Lê anh nuôi, từ việc là nấu cơm, chuẩn bị suất cơm 30.000, 18.000, 20.000, tin anh ấy rồi đúng không? Thế thì bây giờ anh đi bán cái gì? Anh bán tất, ngày hôm nay anh bán cả áo mưa, đúng không? Anh bán cả táo đỏ, anh bán đủ thứ, tại vì người ta tin anh ấy rồi. Là một người gì? Anh ấy là người có kinh nghiệm liên quan đến vấn đề về gì? Về nội trợ. Vì anh ấy là gì? Lo cho bao nhiêu bộ đội trong đấy là anh ta lo được. Thế là sao không lo được gia đình? Thì mới quay lại câu chuyện để bạn. Bạn muốn làm bất kỳ cái gì, về đầu tiên là chúng ta đặt ra câu hỏi. Sau khi xác định chân dung khách hàng xem phải rõ ràng, thì sau đó chúng ta đặt ra câu hỏi là gì? Thì lý do họ tại sao họ xem mình? Ví dụ bạn chưa có gia đình đúng không? Bạn lên bạn livestream người ta tin bạn không? Người ta không tin bạn thì làm sao bạn thuyết phục được? Tại sao người ta tin chị Hằng Du Mục? Anh chị thấy chị Hằng Du Mục chị bán rất nhiều những cái sản phẩm, tại sao người ta tin chị? Nó trải nghiệm cuộc sống bên đấy, ra tận cái vườn để lấy táo đỏ cho người ta xem luôn nên người ta tin. Thế bây giờ mình không có trải nghiệm sao tin được? Nên lúc trước tôi có nói là gì? Tại sao tôi mất 3 tháng liền làm việc với cả 10 nghệ nhân? Tôi đến đấy tôi quay phim, chụp ảnh, thu âm lại, ngồi cùng với người ta, chụp ảnh lại ở nhà người ta, xem lại quá trình sản xuất. Thì sau này đến lúc bán còn có cái mà nói chứ. Chứ bây giờ mình nói là gì? Anh ấy mua hàng của em đi, thì bây giờ người ta hỏi tại sao mua của ông? Thì mình phải có dẫn chứng để mình nói chứ. Thì ví dụ như bây giờ mình có clip, ví dụ chú tôi, ông Vương Mạnh Tuấn, ông bảo à thằng Hoàng, Vương Mạnh Hoàng là cháu tôi. Đúng không? Hàng nhà tôi sản xuất, tôi cho nó bán. Thì như vậy là lúc đấy mọi người mới thấy ừ mua về là tin rồi ông nói. Sau đó ông nghệ nhân, ví dụ ông Tô Thanh Sơn, ông ấy bảo là gì? Đây chụp ảnh cùng với cả những cái hàng nhà ông đấy. Ông bảo đây thằng Hoàng, thằng cháu tôi rất quý. Bây giờ là nó biết cách là mang sản phẩm của Bát Tràng bán ra toàn thế giới. Thì cái câu chuyện đấy nó mới là cái để người ta tin mình. Ví dụ như bây giờ bạn muốn bán đồ trẻ em thì bạn phải có ai nói về bạn. Ví dụ bạn học chuyên ngành gì liên quan đến vấn đề về may mặc đâu. Đấy thì phải có tìm cái bóc ngoặc là nó phải có sự gì đó liên kết nối vào với nhau. Cho nên lúc đấy mọi người nghe thấy kể tôi kể câu chuyện, tôi lại đi theo bác phó tổng biên tập báo Nhân Dân để tôi làm gì? Thực ra là tôi đi xem là người ta đi ký hợp đồng kiểu gì. Tại vì cứ mỗi một lần ông ấy chốt hợp đồng xong là khi mà người ta tiết lộ bí quyết thì người ta tiết lộ vào lúc nào? Giống như bây giờ này, tôi dạy anh chị ở đây là tôi đứng dạy đúng không? Nếu mà tôi muốn tiết lộ bí quyết cho anh chị thì phải gặp tôi lúc nào? Và tóm lại là phải không rượu. Mà tóm lại là gì? Muốn người khác tiết lộ bí mật cho mình ấy là phải ngồi với người ta vào những cái khoảng thời gian mà người ta có thể chia sẻ được. Thì ví dụ như là những cái ông đấy là sau khi đi gặp khách hàng xong thì thông thường là người ta ăn cơm với khách xong rồi lúc về đi trên ô tô là ông nó bắt đầu ngồi mới kể, hoặc mày biết ngày hôm nay anh chơi chiêu gì để chốt không? Thì lúc đấy bắt đầu mới ngồi nghe đúng không? Thì bắt đầu nó mới đi vào, nó mới ra được kế hoạch, nó mới làm được điều đó. Cho nên muốn làm được bất kỳ cái gì là chúng ta phải có một khoảng thời gian ngồi với cả nhóm đối tượng đấy. Ở đây chị có biết VC Corp không nhỉ? Biết báo Dân Trí không? Biết kênh 14 không? Ở phía dưới đều có một cái là thuộc VC Corp luôn. Thì VC Corp anh giám đốc bên đấy là anh Vương Vũ Thắng. Thế như vậy tôi với anh ấy có gì chung với nhau? Nhưng mà chả liên quan đến nhau cả. Thế nhưng mà tôi phải bao nhiêu lần nhỉ? Tôi phải theo ông ấy khoảng tầm 4 tháng ấy, mới gặp ông ấy được. Để nói chuyện, để lên xin ông ấy 3 tiếng. Ôi ngồi tôi kể. Đợt đấy tôi lên cái tòa nhà chỗ bà Triệu ấy. Hồi đấy là bên VC Corp vẫn ở đấy. Tôi lên phòng của anh ngồi anh nói chuyện. Và cái câu mà đến gặp anh là em họ Vương giống anh, em rất hâm mộ anh. Em muốn anh cho em 3 tiếng để định hướng trong cuộc đời. Thế ông lên ngồi ông nói chuyện với tôi 3 tiếng. Để cuối cùng mình biết được là sau đấy nên làm gì từ cái thời đấy. Thế là nói tóm lại là khi mình bắt đầu muốn làm bất kỳ nghề gì thì chúng ta cần phải có người chống lưng. Bạn có người chống lưng chưa? Đó thì mình phải tự tìm người chống lưng thôi. Đấy, tự mình chống mình. Chính nó là như vậy đó. Còn nếu không có thì phải bắt đầu xử lý. Cho nên cái câu là lý do khách hàng chọn chúng ta mà không chọn đối thủ, tôi hay dùng một cách là thế thì ai chống lưng cho bạn. Và nó có một cuốn sách cũng có tên là Ai chống lưng cho bạn. Mọi người về đọc cái cuốn ấy. Đúng. Kiểu đấy. Bây giờ chúng ta phải có người thế để bảo vệ chứ. Nếu giả sử như tôi làm gốm sứ, tôi có người chống lưng chưa? À, tôi có người chống lưng rồi sao sợ được đúng không? Rồi sau đó ví dụ như tôi đi làm về đào tạo này, có người chống lưng không? Có chứ, không có làm sao đào tạo được. Ví dụ như ngày xưa tôi phải làm với cả trường đại học ngoại thương,
mấy giáo sư tiến sĩ ở đấy phải bổ trợ tôi liên quan đến kiến thức thì đi ngồi gặp nói chuyện với anh chị mới nói chuyện được. Sau đó thì các công ty công nghệ lớn FPT này, CMC nó phải có mấy anh bên đấy để quen. Sau này nó giống như kiểu là bảo trợ giống như chị đấy, chị toàn thuê nguyên ông này ông kia về đấy là người chống lưng cho chị đấy, không lấy đâu ra mà làm. Ok, nên quay lại cái phần này của bạn gái nhá. Cái vụ liên quan đến hàng vụ hàng livestream về thời trang nữ này, nếu giả sử như là một chị mà có con, chị lên livestream rất ổn. Và thậm chí nữa là gì? Là trông chị ăn mặc hơi lôi thôi một tí đâu. Sao không gian xung quanh đấy là không gian có cả đồ trẻ con đó, nhưng không được cho trẻ em lên nhá. Cho trẻ em livestream thì sao? Là bị phạt. Thì như vậy bắt đầu người ta mới có lý do người ta chọn lựa. Được chưa? Và thậm chí nữa là lúc đấy là nếu mà chị ý làm là chị còn phải lấy mô hình ra, chị thay luôn quần áo trẻ con luôn đó. Lấy một cái mô hình búp bê giống như đây này. Là ở đây không biết có chị em nào đi học cái lớp là lớp gì à? Tiền là bố mẹ nhỉ? Và kiểu nôm na học cái lớp ở bệnh viện trước khi đi đẻ, đến nó học cách để làm bố mẹ. Đến đấy là bác sĩ được hình nộm ra hướng dẫn thế này thế kia đó. Thế mình phải có cái trải nghiệm đấy. Thì lúc đấy bạn livestream người ta mới thích bạn. Đúng không ạ? Sau đó nếu mà bạn mà làm tốt được cái đấy, sau đó thậm chí nữa là bạn còn làm cái chương trình để tìm bố cho con. Đúng không? Lúc đấy nghĩa là bạn có thể làm rất nhiều cái là em giỏi như thế này rồi, sau này mà anh mà lấy em thế này thế khác và cũng thành nội dung được, có thể gây hấp dẫn được. Nó liên quan đến vấn đề về khách hàng sẽ lựa chọn chúng ta và không chọn đối thủ. Nếu mà không nói về yếu tố đấy, nó về yếu tố vải. Cái vải của bạn có gì đặc biệt không? Anh chị thấy là bây giờ là riêng đồ trẻ con nó có loại vải gì nhỉ? Cốt tông bình thường, nó có một loại vải đặc biệt. Mọi người nghe thấy cái vải làm từ sợi tre chứ? Vâng. Sau đó tiếp theo nữa là nó lại có thêm một cái loại, mấy cái loại vải đặc biệt nữa. Nó lại là liên quan đến vấn đề việc là làm từ quả bông, mà nó có nguồn gốc ở vùng khác. Thì nó tóm lại nó có rất nhiều kiểu, nhưng mà khi bán thì người ta phải có một lý do đấy. Hoặc gần đây chúng ta lại thấy là có một loại vải nữa, nó thân thiện với môi trường, làm từ cái gì ạ? Phải thân thiện với môi trường, làm từ nhiều nguồn khác nhau. Hôm trước thì tôi thấy có một cái làng ở Việt Nam bây giờ là làm ra tơ lụa từ cái sợi, từ cái cây sen nhỉ? Mọi người nghe thấy chưa nhỉ? Vâng, đắt lắm. Nhưng mà nó là một cái để tạo ra những sản phẩm đắt tiền. Thì lúc đấy người ta sẽ đưa ra lý do để lựa chọn. Rồi ok, đến bạn thứ hai đi, thêm một bạn nữa. Rồi ok, bạn trình bày đi. Đầu tiên là bây giờ sản phẩm trước bán cái gì nào? Rồi ok, quay khóa học đúng không? Xong. Ai sẽ xem khóa học? Khóa học thì bây giờ có rất nhiều loại, chọn lấy một khóa học đây. Khóa học gì? Rồi ok, nào bây giờ khóa học 3C, ai là người sẽ đi học cái này? Rồi, ok tiếp. Rồi ok tiếp. Rồi ok tiếp. Rồi bây giờ lý do tại sao người ta chọn nào? Rồi ok. Ví dụ này, mấy anh chị ở đây đăng ký cái lớp này vì lý do gì phải chưa? Đó, ví dụ như chị đăng khóa lớp này vì lý do gì? Vâng. Thế như vậy là chị đi học vì tin cậy. Đó, hỏi anh bên cạnh nhỉ, anh đi học vì lý do gì? À, thế đấy, đấy chính là kiểu đấy, ghi vào đấy. Bạn sẽ hiểu là nó rất là nhiều vấn đề như vậy. Cho nên đấy là lý do, ví dụ như rất nhiều anh chị hỏi là tại sao chưa có lớp livestream. Anh chị biết tại sao chưa có lớp livestream offline không? Thế tại sao chưa? Là chưa có đủ kinh nghiệm để dám đứng ra dạy lớp offline. Vì muốn dạy được là phải có trải nghiệm và phải có dẫn chứng rồi. Bây giờ nó chưa đủ để tạo thành quy trình thì không đi dạy được. Vậy nếu đến lớp mà ngồi trên lớp anh chị vặn một cái không trả lời được thì sao? Sao mà dám nói? Đây, ví dụ này, trong lúc mà ngồi nói với anh chị tôi đã xét xong cái quảng cáo ở phiên live rồi này. Đây, xem. Đây, chạy hết rồi. Đây. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy anh chị nhìn thấy là mỗi cái phiên live này bao tiền đấy? 300k và chạy trong bao lâu?
Nó hơi mờ. Đấy, chị nhìn thấy chạy mấy, từ mấy giờ đến mấy giờ? Vâng, đấy, chính nó đấy. Đối tượng đây, đối tượng này đối tượng nào đây? Như vậy là tối nay mà tôi chạy 3 triệu tôi sẽ phải xếp bao nhiêu chiến dịch? Đúng rồi, 10 cái xếp 5 rồi. Bây giờ đừng làm thêm 5 cái nữa là xong. Thì ví dụ như là đối tượng này tôi đã có sẵn trong đầu chưa? Tôi đã chạy cái này 6 tháng rồi, gần như tất cả đối tượng là tôi thuộc lòng rồi. Là ai là người tương tác hay tương tác với cả bao nhiêu là tôi đã giải quyết cái này hết rồi. Nên cái việc làm livestream bây giờ không khó. Tức là bình thường ngày trước ấy, anh chị livestream chúng ta sợ nhất là gì mọi người biết không? Livestream lúc đầu anh chị làm sợ nhất là gì? Đó chính là độc thoại. Độc thoại 3 tiếng liền, không có ai tương tác, không có ai nói. Và như vậy đố anh nào ở đây mà đủ can đảm để nói cho đến một tuần liền, không ai đả động thì cứ bật lên livestream nói đúng không ạ? Và bây giờ thì may mắn là nhờ quảng cáo thì chúng ta không bị vấn đề đấy nữa. Nghĩa là bật lên là có người tương tác rồi. Thế bây giờ là nỗi sợ hãi thứ hai sẽ là gì? Nỗi sợ hãi thứ hai của anh chị sau khi bắt đầu nhiều người lên đó chính là không chốt được đơn. Nghĩa là người ta hỏi nhưng mà không chốt được đơn. Tại vì là chúng ta bị một cái áp lực, đó là tiền thì đã chi chưa? Tiền đã chi rồi. Như vậy là ngày hôm nay là đã thả ra đúng không ạ? 3 triệu rồi. Và như vậy thì phải bắt buộc là phải thu về bao nhiêu tiền ạ? Nó phải lãi hơn nữa. Cho nên đấy là cái câu chuyện lại quay lại. Và như vậy khi anh chị làm livestream, chúng ta trả tiền thì phải cân đối xem là bán sản phẩm gì để thu lại được hoàn vốn trong thời gian nhanh nhất. Ví dụ như bây giờ tôi mà tôi bán mấy cái sản phẩm như là cái cốc nước này mà livestream thì sao? Chết không? Chết không ạ? Làm sao mà hoàn vốn được? Thì tôi phải bán lọc bình. Mỗi một cặp lọc bình nó là 7 đến 8 triệu. Thế như vậy bán được một cặp thì lãi được 30%. Như vậy chỉ cần bán được mấy cặp là xong? Bán được 2 cặp là hòa vốn quảng cáo. Và như vậy may mắn tối hôm đấy bán được khoảng tầm 5 đơn cộng thêm một số hàng khác nữa, lãi được 2-3 triệu thì sao? Đấy, thì đấy chính là cái cách mà tại sao thành công được. Đó chính là sau khi nghiên cứu phần sản phẩm, nghiên cứu về đối tượng thì là phải cân về dòng tiền. Cho nên là sau cái phần bạn này nói, tôi sẽ nói sang vấn đề liên quan đến cân về dòng tiền. Để anh chị có thể thấy được là vậy thì khi làm livestream thành công lên được thì nó phải cần thêm yếu tố gì nữa, chứ không phải ngẫu nhiên đâu. Nên anh chị đã thấy là gì, tại sao các lớp livestream bây giờ chỉ toàn là các chị gái đứng lên và dạy chúng ta cách bán hàng, toàn các cô lên dạy bán hàng, chả cô nào dạy cách làm thế nào để có thể kiếm được khách cả. Tại vì là họ không biết cách quảng cáo, cho nên là họ không dạy được tầm đấy, họ chỉ dạy được kỹ năng thuyết trình. Như vậy cái việc của mình bây giờ phải nói thật là riêng về bán hàng bây giờ thì các cô làm sao bằng mình được, thì mình cũng phải áp một chút. Khách hàng hỏi mình trả lời được ngay. Cái điều quan trọng là cái là đến bây giờ tìm được khách và làm sao cho là gì, là cái việc chốt đơn đấy của mình nó nằm trong cái vòng về tài chính thì mình muốn tồn tại lâu dài được. Chứ cứ chạy vài hôm tiêu tiền không có hết khoảng tầm 40 triệu là anh chị bắt đầu ngồi nghiền nước ra rồi mà sao tiêu hết tiền được, đúng không? Ok, mà nốt xong để tôi sang phần tài chính. Ok. Sau khi bạn phân tích xong cái đối tượng khách hàng đấy rồi, tôi vẫn lại đặt ra một câu hỏi. Ví dụ như là với chủ doanh nghiệp bây giờ là bạn sẽ dùng key gì để chốt chủ doanh nghiệp đi học khóa nào? Đấy, sau đây mấy anh ở đây vừa trình bày là bạn thấy là cuối cùng các chủ doanh nghiệp đây đi học về cái gì? Đâu, chưa thấy ai nói về tối ưu chi phí cả. Thực ra tôi nhìn thấy tất cả những người đến đây, tôi đều thấy trong mắt mọi người đó chính là gì? Là bây giờ mọi người ở đây là anh chị quảng cáo thì cũng đã làm rồi, anh chị đã nghe rất nhiều rồi, thậm chí nữa ở đây những người trải nghiệm cũng nhiều lắm rồi. Chẳng qua là gì, khi mà chúng ta thấy có một lớp dạy về làm content, nếu mà chúng ta chưa học ai thì sẽ có xu hướng là đến nghe xem nó như thế nào để giải quyết cái vấn đề về nỗi đau của mình. Đấy là một nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng thứ hai là những người đang làm rồi và bây giờ đứng bí là thế nào để phát triển được tiếp, thì nó bắt đầu họ đi học để tìm thêm ý tưởng mới. Và cái này nhìn là cái là biết ngay rồi. Nên ví dụ như cho cô này mà đi chốt anh chị là thường là không chốt được. Vì sao? Nếu mà cho em đi chốt thì sao nó không chốt được anh chị này đây? Thứ nhất là em không hiểu rõ về sản phẩm. Cái thứ hai em không hiểu là anh chị đang muốn gì. Ví dụ như chị này chẳng hạn. Với bản chất là gì?
là chị search trên mạng, nghĩa là chị đã có nhu cầu chưa? Có rồi đúng không? Và như vậy thì chị đang muốn làm thế nào để có thể viết được content bán được hàng? Thế thì em có key gì để chị đi bảo đảm bảo là chắc chắn học lớp này xong ra là chị đi viết được content bán được hàng? Em nói đúng được thế nào chị cũng trả lời là cái key chốt đấy có rồi đấy. Để theo chị, tại sao chị học lớp này mà chị nghĩ chị sẽ thành sẽ bán được hàng? Giả sử thôi, cái trong đầu thôi, để cho bạn ấy gọi là tuổi trẻ, bạn ấy có cái trải nghiệm biết được là các chị suy nghĩ kiểu gì. Như vậy là chắc chắn là chị đã nghe thấy tiếng của thầy Tuấn Hà. Cái thứ hai nữa là gì? Là chị đã đọc kỹ cái phần liên quan đến các cái module học. Trong đấy nó có những cái kiến thức mà chị chưa từng nghe thấy thì chị cũng muốn đi học được, đúng không? Và sau đó thêm một phần nữa là chị có nghe đi học thử buổi nào chưa? Chưa đâu. Thông thường là rất nhiều chị nữa là còn đi học thử buổi thứ cơ, để xem là đến hôm đấy học như thế nào để chốt ra đơn được. Thế đấy là như là lý do mình phải làm. Cho nên là cái việc này, cái bài tập này thì đưa ra thế này thôi. Cho nên là anh chị nếu muốn làm tốt được thì tôi cho anh chị 3 kinh nghiệm để chúng ta làm đây. Muốn có giải quyết được cái vấn đề về xác định chân dung và tìm ra được lý do thì nó có 3 kinh nghiệm sau. 3 kinh nghiệm này được đúc kết bằng gần 20 năm đi làm của tôi, chia sẻ cho anh chị. Nghe kinh quý chưa? 20 năm đi làm, mỗi một kinh nghiệm này gần 6-7 năm liền. Kinh nghiệm số 1, để có thể giải quyết được và xác định được thì bao giờ cũng thế, là nếu mà có cơ hội thì việc đầu tiên chúng ta nên tìm xem là cái công ty nào đang đứng đầu trong ngành. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu về họ. Số 1 đầu tiên đó là tìm công ty đứng đầu trong ngành. Và chúng ta xem là họ tiếp cận khách hàng ở đâu và nội dung họ tiếp cận. Anh chị thấy ví dụ như Dược Tâm Bình, họ quảng cáo rất nhiều trên VOV. Như vậy là VOV họ tiếp cận khách hàng. VOV giao thông. Ok, bây giờ lái xe. Và những người lái xe thì chúng ta thấy là hay quảng cáo gì? Có quảng cáo Dạ Dày Tâm Bình. Với ông lái xe thì sao? Nói lại với ông đi ngồi nhiều, ăn xong lái luôn, chả đâu có giấy. Đấy là đâu có giấy. Cái nhóm đối tượng thứ hai cũng là quảng cáo đấy là hay có bị xương khớp của mình. Tại sao lại có xương khớp? Đầu tiên là với ông lái xe, ông làm trẻ đông mỏi vai. Đấy là một, đúng không? Cái thứ hai cũng là liên quan đến vấn đề việc là những người này có sếp không? Lái xe cho sếp, sếp ngồi phía sau ấy, sếp chả đau lưng mà ngồi cái tay và con cô bác dùng tay công bình gì nữa. Đấy là đó là cái định vị khách hàng. Cho nên là cứ đi tìm công ty đầu ngành. Và nếu có cơ hội nữa thì chui vào đấy làm gì? Chui vào đấy là thôi. Chui vào đấy có thể học hỏi. Ngày xưa tôi vào FPT là tôi làm công lương. Không sao cả, chị lại chơi với cả giám đốc, chơi với cả trưởng nhóm. Đi làm bạn, rủ thôi, và thỉnh thoảng mày đưa chúng ta đi theo với, sao đâu. Mình có lấy tiền của họ đâu, mình phải bán. Hôm tôi live với Tân Bình, tôi cũng mời mấy anh giám đốc bạn tôi vào đây với ông ra đây xem rồi. Mời ông sang đây xem, bây giờ tôi cũng tiêu được một tối 25 triệu, thằng này nó tiêu sang đây nhìn đó. Thế như vậy thay vì mình tiêu 25 triệu, mình ngồi đây nhìn đó. Thế nên giờ mình biết là tất cả mọi người. Thế thỉnh thoảng là phải đi giao lưu. Giao lưu ở đây không phải là chúng ta uống rượu hay là chúng ta làm gì đâu, mà chúng ta xem họ làm. Và nếu có một điều may mắn là chúng ta chơi được những người làm như vậy. Sau đó anh chị phải ghi thông tin của thầy vào, khi nào thầy đi đâu bảo thầy ơi livestream trên sách cọc đi theo, không phải trả tiền đâu, cứ đi theo thì nữa. Thầy chúc anh nhà thầy cơ, thầy chúc anh lớp chỉ lớp này nó đi theo bao nhiêu chương trình, cứ ở đâu mà nó bảo thầy ở đâu đi đấy. Buổi tối thế cũng tôi đi livestream rồi mò đến livestream. Thì như vậy là ít nhất là nó đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Bây giờ mình vừa chạy thì mình tốn tiền, mà mỗi người khác chạy thì mình xem rồi mình tốn tiền, tiền đấy. Và chưa kể họ dồn vào thì tôi chạy quảng cáo nhiều năm đến bây giờ cũng tiêu mấy trăm tỷ quảng cáo, tại vì toàn của khách là của mình đâu, mình mà tự tiêu thì không được như thế, nhưng mà mình tiêu được khách thì mình được, thế bây giờ ra là kinh nghiệm, và như vậy thì đó là một cái rất là máu, cho nên chị nói rồi, thì công ty hàng đầu trong lĩnh vực đấy mò đi xem, và may mắn là nếu công ty hàng đầu trong lĩnh vực đấy còn chưa làm thì sao?
nó tóm lại là thị trường. Mà bây giờ đến công ty hàng đầu nó còn chưa làm thì chưa cơ hội đúng không? Chứ còn nếu công ty đã làm hết rồi, đến cả thằng kém nó làm rồi thì cơ hội cũng còn. Nó giống như bây giờ anh chị thấy là chỉ nói đến Google, nói đến Facebook, nhà cũng thế chưa? Nhưng mà nói đến Achieve hay ta còn thì người ta cũng khá nhiều. Nó cũng là cái công chuyện của giai đoạn. Mỗi giai đoạn chúng ta thấy là mình đang ở vẫn làm thì mình nhanh chóng để vào. Nếu bây giờ mà chúng ta không để kênh Achieve thì nó sẽ chuyển sang VR3 rồi. Cho nên chúng ta phải tranh thủ. Khi nó sang VR3 rồi thì nó phức tạp hơn. Vì lúc đấy nó chuyển sang thì mình không nên kéo các thông tin. Thì anh chị lúc đấy là sự thị trường mất. Cho nên thậm chí kể cả coi, kể cả thanh toán, kể cả web 3. Bây giờ anh chị nếu mà chúng ta muốn theo được thì phải biết rồi. Ở đây bay bông coi chưa? Mà trong khi nó coi nó phát triển hơn chục năm rồi. Mọi người còn không mua đến lúc lên web 3, nó thanh toán đấy. Từ hiện tại bây giờ đến là gì? Tesla còn mới được chip ban đầu này. Đến một ngày đẹp trời có khi chúng ta nhìn nhau một cái, có khi là giao tiếp với nhau qua cái chip bây giờ. Chắc nó phải dùng cái thứ khác. Thế cái việc đấy nó cũng không phải sớm muộn đâu. Ngày xưa hồi tôi 2006, lúc đấy còn tôi chạy Google AdWords, nhiều thằng bảo chạy AdWords và chỉ có khách. Một hồi đấy còn đang diễn đàn, đang còn tự bán hàng ở trên mua rẻ, dòng bay, dòng giá. Thế tại sao nó ra được đấy? Thì lúc mình đã làm xong thì nó trượt đi một điều lắm. Đến đây bây giờ là mình biết được điều đó, mình chuyển kinh nghiệm số 2. Để có thể biết được tiếp đối tượng khách hàng, kinh nghiệm số 2. Đó chính là chúng ta phải chịu khó là survey khách hàng tiềm năng. Ví dụ tôi muốn bán cho nhóm đối tượng là những người người ta hay đi thờ cúng, tôi phải đi đâu? Có cái gì nữa? Sao tôi phải đặt thầy cúng, nói chuyện với dạng này, anh ta làm thế nào, anh ta làm này, nó mua ra sao, tại sao nó mua, xong rồi đi đến chỗ thờ cúng xem người ta chân dung khách hàng như thế nào, vào bắt chuyện, vào nói chuyện, làm quen. Xong mình xem là anh có mua hay chưa, tại sao chưa mua. Thì người ta bắt đầu mới dạy được. Bác Hồ anh chỉ thấy là bôn ba 35 năm tình hình nước. Và cuối cùng tại sao bác phải về Việt Nam? Thật đấy không? Sau này phải học lịch sử nhiều nữa. Học cái bài thơ là nước mắt người là rơi, mình học cái nước mắt người là rơi. Thầy tượng lên thì chúng ta phương pháp kinh doanh. Và có phương pháp đấy thì bác cũng biết được là con đường sáng nó về thế nào. Như vậy là bác đi tìm một công ty đứng đầu trong ngành, công ty đứng đầu trong ngành như Liên Xô được gì nữa. Thì sang Liên Xô học cái công thức rồi thì bác về Việt Nam làm. Nhưng mà về Việt Nam thì lại không giống như ở Liên Xô. Bác lại phải survey cái hàng Việt Nam. Tại vì ở Liên Xô còn có giai cấp công nhân đông thì Việt Nam có không? Việt Nam nó không có. Ở Việt Nam đây là ba miền. Chúng ta gì ạ? Miền Bắc là gì? Phong kiến. Miền Trung là dân nửa phong kiến. Và miền Nam là gì ạ? Là thuộc địa. Thì như vậy là chỉ giai cấp công nhân quá yếu và chúng ta lại làm phải hợp kết lại. Thì bác mới lập ra một tổ chức đó là Việt Minh, không phân biệt tôn giáo, già trẻ, gái trai, đúng không? Biết được người Việt Nam ở bên nước. Thì là chính bác làm cái này thì bác mới đi hỏi. Thì sau đó bác mới thấy là à, thì phải lập ra được cái đội Việt Minh. Tại vì sao vậy? Bác học trong cuộc cách mạng tương lai Trung Quốc, tại sao nó thất bại và tại sao nó không làm được? Thế là bác kết hợp hai cái lại mới ra được, đúng không? Ngày xưa tôi rất gì? Tốt thì văn nhưng mà tôi may mắn rất học sử, cho nên là tôi học rất nhiều những cái phần nội dung như vậy. Sau này nó là một cái được mang lại yếu tố để đi chém, tại vì khi mà đi tôi đi chém lịch sử thì không cãi được, cãi được, tại vì nó xảy ra rồi, điều đấy không cãi được, cho nên là chúng ta phải cố gắng. Là tại sao là phải đi hỏi nhiều khách hàng tiềm năng, tại vì họ là những người đã trải nghiệm rồi và cái đấy không cãi được. Đấy, ví dụ anh này đã đi học rồi, thì như vậy lý do của anh là đúng rồi, không sai được. Bạn không thể nói là anh lý do sai được. Đúng không? Chị chúng ta đi học rồi, chị bên cạnh chị đi học thì do gì để hỏi. Cho nên nếu muốn làm thì tốt thì cái gì thì phải hỏi thêm nhau. Hỏi liên tục. Phải tra trộn với họ. Đúng không? Thì bắt đầu mới biết được. Các chị thấy công an đi làm cùng được không? Thì làm gì ạ? Thực ra câu chuyện cũng chỉ là bị bắt trộn. Nếu bắt được trộn thì phải làm hành vi giống trộn. Nếu mà phải giả vờ thì làm trộn. Cho nên là người ta mới có cái câu kinh điển là nếu muốn trở thành người giàu có chúng ta phải làm gì? Ta phải tiêu những người giàu có. Đúng không? Biết mẹ tiêu những người giàu có xem họ tiêu kiểu gì, tiêu tiền thì xem là có chết không ạ? Thế với cái cuốn sách là gì? Với cuốn sách là gì? Đừng bao giờ ăn tối của mình nữa. Thì bạn đọc cái cuốn đi, nó là cái cuốn sách mà ta nói như đang làm tiềm năng, phân tích thôi. Ngày xưa để có thể bán được cho những người giàu đấy, tôi phải học trên cái cảnh. Vì ở cái giai đoạn thời kỳ đầu, là những người trên cái cảnh và phải tham gia vào hội sinh vật cảnh để xem là sinh vật cảnh có gì. Thậm chí là cái thời
thời Lan Va, cái chị đấy bạn chưa Lan Va. Chung vào lý nhỏ xem nó buôn bán cái gì. Và đa cấp cũng phải chung vào nhóm xem nó làm cái gì. Sau đó bắt đầu mình biết được vấn đề thì sau này mình đi làm được. Bây giờ chị đã làm thế nào. Nó là như vậy thôi. Cho nên là những người làm kinh tế phải nói rằng chúng ta là những con người khác. Nghĩa là hòa nhập với không hòa tan. Ví dụ nó đơn giản thôi, bây giờ hạn anh chị ở đây chúng ta có ai dùng chất kích thích chưa? Anh chị đi tiếp khách lên ba hút bóng này, hút ke này, cỏ đá có dùng không? Và nếu có dùng thì như thế nào thì đấy là những cái liên quan việc là hòa nhập với không hòa tan. Để làm sao xử lý được, vì nếu không mình chơi với họ, nó không chơi với họ là sao không xử lý được? Nếu không cho mình đến chỗ đấy chúng ta không ra được vấn đề. Cho nên là làm kinh doanh mệt lắm, rất là vất vả. Nói tóm lại là cái gì phải biết, cái gì phải biết. Biết để sau này không bị mất tiền ở những cái chỗ đấy nữa. À, cái thứ ba nữa, để có thể giải quyết ra kinh nghiệm, phân tích nữa, chúng ta làm thêm một việc. Và cái này thì bọn tôi hay gọi đó là gì à? Đó chính là chúng ta cần phải tìm ra cho mình sư phụ. Đến theo bái sư. Cái này của tôi ngày xưa khi vào FPT đó chính là hồi đấy nó có các chứng chỉ CCNA, CCNP và CCNI ở đây có ai biết chứng chỉ đấy, nó gọi là tiến sĩ Cisco với cả các cái bằng liên quan đến chứng nhận Cisco. Thế như vậy là ngày xưa FPT anh ấy là trưởng tiên phong, đây là người CCNI thứ hai của Việt Nam. Thế là tôi bái và sư phụ là tôi đi theo đi đến văn phòng đến làm việc đến công ty đến làm. Cái điều may mắn là gì là tôi được thầy phổ lạc và những là anh phổ lạc để chuyên thực hành những quan kỹ mạng. Thì bình thường nếu không bái là sư phụ thì trả ai cho mình đi theo. Thế thì là sao thực hành? Thì cũng là nhờ việc là xin theo anh đến mà không cần trả lương nên cho đơn thực hành được. Sau thì sau này tôi bái cho tên thì kêu phỏng vấn tôi hỏi câu ạ. Thế thì bạn có quen ai ở trong FPT chưa? Nên là nói tên lên ra là xong. Ở đấy nó cũng là một trong những điều đó. À, tôi thì năm nay 40 tuổi, thì năm 38 tuổi tôi đã bắt đầu đi học thổi kèn. Tôi thổi kèn saxophone, như vậy thì đấy là sao tôi đi học thổi kèn. Tôi đi làm marketing kiếm tiền, sao đi học thổi kèn rồi. Sao ạ? Ở Việt Nam thì ai là hay nghe nhạc saxophone? Rồi, có liên quan đến dự quan, liên quan đến xì gà, liên quan đến tiền private, và đến tiền saxophone. Thế hôm nay tôi học thấy là ông ấy là nhạc sĩ của saxophone. Hiện tại bây giờ ông ấy là người học cao nhất saxophone. Có cuốn ông cứu là từ lúc này ông ấy là cao nhất. Thì mình đi theo về thì được. Thì học cùng lớp tôi là ông Trần Đức. Cả ông nghệ sĩ Việt Anh học cùng lớp tôi. Mà nó tóm lại câu chuyện khóa sau mình thì khóa trước. Bộ phim vừa rồi ông Việt Anh học cùng lớp saxophone học cùng lớp. Thì cái câu chuyện là gì? Đó chính là mình có một người sư phụ đi theo. Và từ cái đầu mối đấy nó sẽ cho mình biết được tất cả những cái mối khác của phía sau. Ở trong cái ngành đấy nó có cái gì là những người này người ta sẽ cho mình biết được. Và không phải mỗi người làm được. Không phải mỗi người làm được. Tại vì là nó phải có thầy. Người ta mới bảo là gì không thầy đúng phải làm lên. Cho nên ví dụ như ngày hôm nay anh chị ngồi học tôi một buổi này nhưng mà anh chị biết kiến thức và chia cho anh chị được bao nhiêu năm. Riêng một cái phần này ở đây tôi bỏ qua một số phần. Chứ không để riêng một người nghe được cái này đã chị học cái cũng đi đi thì bắt đầu người ta mới nói đến phần này. Đặc biệt là tôi bỏ qua phần căn bản, bỏ qua phần liên quan KPI, bỏ qua các phần liên quan đến việc là phân tích sâu hơn về chuyên ngành. Nhưng cái đấy nó là cái kiến thức bắt buộc của họ. Thì sau đó mình có thể làm được để mình phát triển. Cho nên là ngày chính tôi đã tạo một cái chuyên nghiệp như thế. Khi đến lập sự doanh nghiệp, thì như vậy tôi cần nói nhiều, chẳng cần nói nhiều. Chỉ cần nói một vài cái là bắt đầu có thể vào việc của mình. Và tại vì lúc này là cái trải nghiệm của mình nó đủ để cho người ta biết được là nếu mà làm việc với người này thì đã có những ai để có thể chứng minh được. Có. Tôi có lấy đâu ra cái gì cả. Ngày xưa thì là tôi là người làm một cái tiếng lọc. Cái là hiện tại là tôi chạy để sức tôi cốt. Cái thời mà lúc mà tôi cốt là tôi là VTC18. Sau đó thì anh Phan Sào Nam dưới CMC bắt ấy. Là lúc đấy là tôi may là tôi dính vào. Nếu không là tôi đứng ở đây để chẳng có. Tại vì thời đấy là nó dễ kiếm tiền. Nó rất dễ kiếm tiền liên quan đến vấn đề việc là làm cổ phần quản. Nhưng mà mình may mắn là mình nhát thì mình sợ là không là nó sẽ ra đi được. Cái thứ hai nữa là gì? Ở đây chắc chị biết Sapo Big Web. Biết Sapo không? Sapo đấy chính là cái hệ thống của tôi làm 4 năm liền cho FPT. Sau đó thì bắt đầu là cả đồng với anh Tuyên cũng như ra ngoài và công ty riêng. Để kéo cái vào đấy thì tôi đi ra một công ty khác, đi ra một người khác. Tôi đi ra một người khác.
phát triển cả quá trình này. Nên bây giờ thì hầu hết tất cả những thứ để có thể biết được cái nghề đó. Cho nên là bây giờ sau buổi em hai chỉ biết về nhà là muốn bán cái gì thì bán sư cho mình để cái người giỏi nhất trong nghề đấy để làm được đó. Và các bạn hay gặp một câu hỏi, vậy thì làm sao những người giỏi nhất đấy người ta được? Đúng cho cái làm cái nào? Cần đó. Tất cả họ đều muốn có những người đấy làm được. Điều quan trọng là cái họ hay lắm được. Thì trong sưu tầm là sưu tầm tất cả những người như vậy họ đều rất cô đơn. Tại vì khi họ bắt đầu đỉnh cao nghề họ rất cô đơn. Và phần này chỉ cần cho họ, cần người để lắng nghe họ, giúp đỡ họ. Cho nên là đến lúc đây chúng ta phải thành tâm. Đó, chúng ta phải đến với cái kiểu là em theo thầy là chỉ để học những thứ này, không làm gì khác cả. Thầy sai gì em làm đấy, bắt đầu ta sẽ mở lòng. Tôi mất 4 tháng liền mới hẹn được anh Vương Thạc. Sau đó thì mất một khoảng thời gian 2 năm liền. Thì mới gặp một bác và giám đốc kinh doanh của chúng ta cũng là người 2 năm liền. Anh suốt ngày chỉ bảo anh đánh đi ra không, còn anh vừa cũng đánh đi ra. Thì mãi sau này thì thực ra nếu anh không chơi đi ra nữa rồi, thì lúc đấy là mới chọn được, chứ không anh chỉ cần. Mấy lúc chơi đi ra không, còn anh nhận chuyện. Thì mình cũng gặp được 2 năm liền. Sau này chúng ta có những bán cũng gặp nhau. Đến cuộc đời thì thực ra tất cả nó đều là một cái việc. Nếu chúng ta muốn gặp ai, anh chỉ hoàn toàn có thể gặp họ. Chỉ chẳng qua là mình muốn gặp họ. Chứ còn là cũng mở cửa như nào. Mình tìm họ mà không có thì đây chính là cái chuyện xử lý. Ok, bây giờ sang phần liên quan đến vấn đề về tài chính. Nói nốt về tài chính nhá. Ồ, lại tắt rồi à? Tắt hay là chia xe nhỉ? Rồi ok, như vậy là đến phần liên quan đến việc là phân tích SWOT và thông điệp truyền thông này ok chưa? Rồi đến bước 5 nhá. Bước 5 rồi đến bước 6, sau khi xong rồi bước 6 thì chúng ta sẽ phải làm một việc, đó chính là chuẩn bị nhân sự và không gian live. Như vậy anh chị nhìn thấy thế này, là nhân sự thì nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố gì nhỉ? Như vậy nhân sự live phụ thuộc vào yếu tố gì? Nhân sự live phụ thuộc vào yếu tố gì? Đúng rồi. Cho nên là khi mà chúng ta xác định tập khách hàng là ai thì sẽ phải chuẩn bị cái nhân sự live là tập khách hàng đấy. Ví dụ quay lại câu chuyện vừa rồi, tôi bán đồ thờ. Thì như vậy anh chị nhìn thấy là nhân sự like của tôi sẽ là nam hay là nữ? Đây xem luôn. Đây đừng like đây. Đây. Không đều bọn tao đôi nhân viên ở nhà mà. Đây vợ tôi đây này, đây vợ tôi. Vợ tôi là cái bài này. Để live stream bài mua 12 cái váy. Mua cái màu. Đúng rồi. Đây cái này là showroom ở nhà. Ok, đây, quay lại hết. Như vậy là chị chuẩn bị nhân sự. Thế như vậy nhân sự live thì quan trọng điều gì? Ok, như vậy là chuẩn bị nhân sự thì rất kỳ quan trọng. Đó chính là làm cho đối tượng khách hàng tiềm năng thích nghe. Và tới bọn tôi sẽ ra một cái dòng hàng đặc biệt, nó dành cho giới siêu giàu. Thì như vậy là sẽ là nam hay nữ ạ?
chưa giàu sẽ là Nam đó. Anh chị biết tại sao lại ở Nam? Thì đầu tiên nó là liên quan đến việc sẽ vượt qua cửa ải. Đó chính là cửa ải của các bạn. Nếu có thể nước bán thì các bạn ấy sẽ soi xét nhiều kiểu nhưng mà Nam bán nhưng mà sẽ tính hơn. Đó gọi là lợi hơn cho bằng thằng bà. Thì như vậy là trong một gia đình giàu có bắt tiền thì như vậy là thường là nếu mà để Nam bán vào thì bán hết. Là cũng như bán vào. Nó có rất nhiều cái ở đây để phân tích lý do. Cho nên lúc đấy là mình nhìn nhận thấy là nếu anh chị xem một chút tất cả các kênh mà bán về gỗ quý, bán về tượng, bán về những cái đồ cao cấp toàn là đàn ông này. Không phải phụ nữ. Đấy cái lý do tôi cần nói. Thế là nó tóm lại là sẽ đỡ bị dính vào cái việc đó là vợ nó sẽ nghi ngờ là anh lại mua đồ vì sao? Vì thích cái cô live stream đúng không? Vấn đề là đàn ông làm. Cho nên là chúng ta phải chuẩn bị nhân sự. Thế thì chúng ta muốn làm bất kỳ ngành nghề gì thì lúc nào cũng phải có trong tay một đội. Đó chính là những cái người có thể kết hợp cùng với mình có thể lên bán. Mỗi người sẽ có chức năng để người đấy sẽ có một mảng để mình làm được. Ví dụ như cái mảng bình thường ngày xưa tôi là người làm tất nhưng mà lâu lắm rồi tôi không làm nữa, tôi phải tách lại ra chia từng mảng một, mỗi người làm một mảng. Thế nên tôi có cái là chúng ta phải phụ nữ có lợi thế, phụ nữ đàn ông có lợi thế, người xấu có lợi thế của người xấu, người đẹp có lợi thế của người đẹp, tất cả chúng ta đều có thể kết hợp. Quan trọng mỗi cái là mình biết cách mình lựa chọn. À, cho mọi người xem ông anh rể tôi này. Hiện tại bây giờ là đang bán ở trên TikTok Shop một ngày có khi được hơn 1.000 đơn mật ong đấy. Đây. Ngày xưa anh ấy xuống Hà Nội học nghề sửa xe, sau đó thì về quê sửa máy nông cụ ở tên tận Mường Lay, Điện Biên cơ. Và nhờ có livestream mà bây giờ anh trở thành người nổi tiếng. Và cho mọi người nhìn thấy lý do mà anh trở thành người nổi tiếng. Du khách Pháp bị tai nạn đụng chân được anh xăm trổ hỗ trợ phiên dịch. Đây. Anh là nhân. Nếu mà anh chị nào mà xem trên TikTok sẽ thấy là đặc sản Tây Bắc là thấy anh đứng live rồi. Giờ đây đứng live. Như vậy lợi thế cạnh tranh của anh là ngày xưa anh xuống Hà Nội làm việc sửa chữa và sau đó thì đi làm gì phụ xe cho mấy ông phương tiện, thế là học được tiếng Anh, thế là ông này ông nói được tiếng Anh rồi, thế là khi ông đầu cái ông này nói người Pháp đi qua đường lay đấy ông bị ngã gãy chân, thế là ở cái bệnh viện này không ai đứng ra nói chuyện với ông cả, thế là ông này giúp đỡ nói chuyện này lên báo xong thì nổi tiếng xong thì sao kiếm được ngày và bây giờ là một năm rồi mà thấy có 1.000 lít một năm, một kép ấy ở trên khu vực rừng Tây Bắc, một năm hơn 1.000 lít, thấy hơn chứ? Có ở trong TikTok Shop bây giờ thấy hơn hai bạn đơn rồi. Đấy thì câu chuyện như này, thì báo chí bắt đầu nó viết đấy. Khi báo chí viết như thế này thì các cái hệ thống bắt đầu nó xử lý giới thiệu. Đây là để tôi vào TikTok Shop cho mọi người xem ông đang live stream nhé. Đôi khi là mình cũng không thể làm được. Đấy bảo tôi cũng có làm được đâu. Nên là chị yên tâm đi. Đến một ngày đẹp trời nào có khi chúng ta lại trở thành người nổi tiếng. Đấy, đừng nói, đừng online này. Gian hàng này được TikTok Shop nó tài trợ, nó đẩy cho người xem rồi. Chậm quá. Đây đang livestream rồi. Đấy, lại đây. Có tiếng gì? Thì tư vấn nhé. Cam thảo nó cũng là một vị thảo dược, nhưng mà khi chúng ta cho cam thảo vào ấy thì vừa phải thôi, 1-2 lát, 2-3 lát thôi, cho nó
với cái sản phẩm 2 lít nước thôi. Nhiều quá nó tự nhiên nó thành gọt, nó lại mang lên tinh nóng. Là ngày nào bây giờ cũng livestream. Live 3K liền, ngày nào live 3K. Làm ở hơn 4 sọ em. Quá nửa đời rồi. Có những người bán được vài năm rồi cũng lại lên đường hết. Chưa lần này mua lần đầu là bao giờ chúng sử dụng ý. Chúng sử dụng sản phẩm trà lá gan thì chúng không cần phải thêm gì đâu. Nó có cái hương vị đặc trưng tự nhiên của thảo mộc và nó có vị ngọt nhẹ đầu của cuốn cổ họng của chúng ta sau khi uống xong. Không hạnh có mang gan không anh trai. Không em ơi, uống vào là nóng mắt em nhé. Đấy, bán được sản phẩm của anh trai của chị đấy. Hỗ trợ cho lá gan của Phật đào thải độc tố ra ngoài. Ông ấy nhảy vào mới hỏi có mang gan không. Không có mang gan thì chỉ nóng mắt thôi em ạ nhé. Hỏi thêm câu nữa là nóng mắt cực kỳ luôn. Đang tư vấn để hỗ trợ đào thải độc tố ở trong cái gan với thận ra ngoài. Tiếp theo là sao nó làm hỗ trợ làm mát gan, làm mát thận. Thì cơ thể chúng ta mới không bị mụn đọt mẩn ngứa viêm gan A, viêm gan B. Rồi để tránh những cái tình trạng như sau này là có thể những cái mà mầm mống của những cái món như là viêm gan A, viêm gan B, sơ gan, chức năng men gan cao, sau là độc tố trong gan nó nhiều, rồi là gan nhiễm mỡ thì có mầm mống là sẽ hỗ trợ để đẩy lùi. Em mà làm ngay câu thì có mang gan không sản phẩm. Thế bây giờ có ai là bán sản phẩm trà lá gan để làm nóng gan không em? Đúng không? Em không biết mới hỏi. Ok anh tư vấn cho em rồi thì nó lại là một sản phẩm hỗ trợ giải tỉ luôn. Sao mình hỏi anh không trả lời vậy? Lão cho đến cụ ca này cũng thế thôi, bị ẩn có mình thì bố em cũng không trả lời được không? Hôm này là ngày trước là nói chung là dính một tí đến xã hội. Thế là bây giờ đi bán hàng thì lại có duyên lại bán được hàng. Rồi ok. Như vậy thì nhớ như vậy. Như vậy chúng ta thấy là có đối tượng khách hàng tiềm năng người ta thích nói chuyện được. Tất nhiên đấy có 3 cái. Thứ nhất là nói là tính sản phẩm. Cho nên toàn lên trên bàn cho nó quay cảnh nói chuyện với người dân tộc. Thế là người ta thích. Cái thứ hai nữa là ông đối tượng trải nghiệm. Ví dụ như là mấy cái đồ này về toàn ăn và uống, thậm chí bán mật ong, là ong tốt sức hết cả mặt. Thế như tín chưa? Mọi người cứ vào đấy mà xem và lên mấy triệu view là cái nhóm đối tượng khách hàng như vậy. Và cái vấn đề thứ ba nữa là gì, là có một phần nữa là gì, trên TikTok thì nhóm đối tượng toàn đối tượng trẻ. Và đối tượng trẻ đấy chị thấy họ thích xem ăn, thích gọi thích rằng của bạn thích xem những người được là gì nó tấu hài với cái ông này chăm chỗ đầy người thì mỗi tội thì sợ chó cũng sợ. Nói chung là đã lắm thì cái là hình ảnh giao diện thì cũng xúc từ lúc mà làm thì lại nhiều khi cái như một trẻ con ấy. Thì cái ví dụ đó là như vậy, chúng ta nhìn thấy. Còn không gian like, không gian like thì anh chị chú ý như sau. Chúng ta có phải cho sản phẩm xuất hiện lên không? Sau đó có phải dán mã sản phẩm không? Nó có một điều mọi người khi làm live stream là rất hay là một việc là quên không dán mã sản phẩm vào sản phẩm. Cho nên khách hàng không biết là order sản phẩm này với cấu trúc lệnh nó là cái gì. Cho nên về nguyên tắc đó là sản phẩm gì bán cần phải có mã dán rất to vào và đọc cho người ta cấu trúc lệnh. Ví dụ như là mua sản phẩm này là gì, là mã A1 cộng số điện thoại là có đơn, thì như vậy là người ta chỉ cần xuống cái thông tin đấy là có thể có đơn được rồi. Đấy là cái cấu trúc mình làm. Cái thứ hai nữa là nếu mà được thì anh chị nên chuẩn bị thêm một số những cái đạo cụ xung quanh cái không gian đấy. Ví dụ như là có thông báo, chúng ta có thể để một cái bảng trắng ở phía sau và sau đó thì chúng ta viết chữ lên được, để cho người ta biết được là phiên live ngày hôm nay đang bán cái gì và giảm giá bao nhiêu phần trăm. Đấy là với điều kiện là anh chị không có được in được cái phần đó, chính là in cái biển phía sau. Còn nếu có điều kiện thì chúng ta làm cái standee được, dựng lên bên cạnh này là phiên live này bán cái gì, xử lý nội dung ra sao chúng ta làm. Và thêm nữa là thậm chí anh chị nhìn thấy một số người, người ta còn dán cả ngày tháng để làm gì ạ? Để cho người ta biết đây là phiên live trực tiếp chứ không phải là phiên live được phát lại. Rất nhiều người người ta tưởng đấy là phiên live phát lại, nhưng mà khi chúng ta để rõ ngày tháng ngày hôm nay là ngày bao nhiêu thì nó là cái phiên live trực tiếp. Còn khi trong livestream có được để lộ số điện thoại không? Để cũng được nhưng mà phải bỏ số đi, ví dụ bỏ số 0 đi, viết số bình thường thôi, hoặc là không phải viết số nữa, viết ví dụ như là 09 thì viết thành số 0 cộng số 9 là chữ, thì anh chị có thể viết nội dung lên đấy được để khách hàng người ta tư vấn.
Nhưng mà không ra live thì thực ra quan trọng là gì? Là cho người ta thấy được cơ sở vật chất. À, nên đây nó cũng là một trong những cái lợi thế của live stream. Anh chị biết lợi thế của live stream ở đây nghĩa là gì không? Tại sao cho nhìn thấy live là một lợi thế của live stream? Có ai đoán không tại sao nhìn thấy đó là lợi thế của live stream? À, quay lại câu chuyện này, chúng ta nhớ ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tại sao ông ta lại không lấy nhiều tiền quảng cáo mà ông ta đi mua siêu xe để làm gì? Anh chị thấy là mấy anh giang hồ mạng khi bắt đầu lên trên mạng thì tay phải đeo gì? Và tại sao lại đeo vàng? Tại sao Huấn Hồng lại phải xuất hiện với cả nhiều siêu xe? Các bạn gái ở đây còn nhớ anh Phan Công Khanh không? Anh là gì ạ? Còn nhớ Phan Công Khanh không ạ? Xét thử Phan Công Khanh xem siêu lừa Phan Công Khanh là có cái gì lừa. Cho nên là nếu chúng ta muốn làm bất kỳ cái nghề gì thì chúng ta phải có một cái thứ chống lưng, đó chính là cơ sở vật chất. Và trong marketing mix thì nó có 3 yếu tố. Yếu tố P1 đầu tiên đó là triết lý kinh doanh, P thứ hai là cơ sở vật chất, cái P thứ ba là con người. Thế như vậy live stream phải thể hiện đủ cả 3 cái P đấy. Một là triết lý kinh doanh, là phiên live của chúng ta có gì đặc biệt. Cái thứ hai liên quan đến con người này có gì đặc biệt. Và cái thứ ba là cơ sở vật chất, anh chị có gì để người ta tin. Như nhà tôi bán gốm thì tôi phải có gì? Tôi phải có một đống hàng ở phía sau nhiều lắm, cả showroom luôn. Anh chị đến xem chỗ đấy của tôi mấy tỷ tiền hàng. Sau đó cho người ta xem xưởng không? Cho người ta xem xưởng. Thậm chí nữa là lúc trước, cái hồi mà cái đợt mà lúc ấy đăng kiểm nó không làm gắt thì xe ô tô phải dán kín xe toàn là thông tin của mình cho đi được, chứ từ cái hồi mà đăng kiểm nó làm gắt thì lại không dán được xe nữa. Đấy là những cái yếu tố để mình thể hiện cơ sở vật chất. Thế mình quay lại câu chuyện của bạn kia, bạn bán quần áo thời trang, cơ sở vật chất sẽ xong lên là gì? Gì nữa? Có sâu vải không? Có sâu cả xưởng nữa, sâu cả người may nữa. Hôm bữa tôi live stream cho bên May 10 là như vậy, còn phải cho người ta nhìn thấy cả dàn máy ở đấy, mấy trăm công nhân đang làm. Tại vì nó là cơ sở vật chất, thế người ta mới tin mình được. Dạ, yeah. Bước 6 là chuẩn bị không gian live, thấy được cơ sở vật chất và làm sao cho là người ta có thể so sánh được chất lượng. Ví dụ như bây giờ làm sao mà, ví dụ như là câu chuyện của